Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 66. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong thì cầm máy tỉnh bảng trong tay, trực tiếp rời khỏi đại sảnh, một bước đã ở giữa không trung bên ngoài, ngay sau đó linh thức của anh khẽ động, đi thẳng tới sa mạc Tây Vực. Chuyện đầu tiên anh phải làm chính là phong ấn thông đạo tới Sơn Hải giới mà anh và đồ đệ Vương Tông Nhân phát hiện ở rừng Hồ Dương trong sa mạc lúc trước. Mấy kẻ này đã không sợ chết, không để ý cảnh cáo của mình, còn muốn ở lại trái đất, vậy thì Dương Bách Xuyên sẽ khiến bọn họ an nghỉ trên trái đất luôn. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở rừng Hồ Dương, quả nhiên phát hiện trận pháp che giấu thông đạo mà lúc trước anh kêu Vương Tông Nhân bố trí đã bị người khác giải trừ. Dựa theo lời nói của người đàn ông trung niên thành tán tu thì hẳn là ma đầu đại tôn phá giải trận pháp, nói thông đạo chỗ này cho tu sĩ Sơn Hải giới đến gây phiền phức cho mình. Dương Bách Xuyên lập tức ra tay phong ấn thông đạo triệt để, có thần hồn mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên phong ấn, người không có thực lực vượt qua anh thì đừng hòng mở ra, mà toàn bộ Sơn Hải giới tu vi cao nhất cũng chỉ là cảnh giới xuất khiếu. Dù sao cũng chỉ có mấy ngày, đợi qua mấy ngày nữa, thông qua nơi này đưa tất cả võ cổ giả tới Sơn Hải giới thì anh sẽ phá hủy hoàn toàn thông đạo này. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn chấm nhỏ màu đỏ chuyển động trên máy tính bảng, bước ra một bước, xuất hiện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân Tây Vực, mục tiêu đầu tiên đang ở ngay đây. Đóng cửa đánh chó, bắt đầu từ chỗ này. Dương Bách Xuyên ung dung bước vào quán bar nổi tiếng ở đây, sau khi thả linh thức mạnh mẽ, anh đã tìm được mục tiêu đầu tiên, những sắc mặt cũng tối sầm. Đáng chết! Mang theo sát ý, Dương Bách Xuyên trực tiếp xuất hiện trước cửa phòng riêng ở tầng 2 quán bar. Bịch! Dương Bách Xuyên dùng chân đá văng cửa phòng. Ai? Lúc này người thanh niên đang ôm hai người phụ nữ trên người đột nhiên đứng dậy, cả người căng chặt. A! Một người phụ nữ trong đó hét lên. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, người thanh niên này là Kim Đan Hậu Kỳ, là kẻ ăn chơi đến từ Sơn Hải giới, chạy đến đây tai họa phụ nữ nhà lành. Nhìn quần áo loạn xạ của hai người phụ nữ, Dương Bách Xuyên trầm giọng nói, hai cô đừng sợ, tôi đến để thu thập tên khốn này. Lúc trước dùng linh thức phát hiện hai người phụ nữ này hét chói tai, ngay lập tức sắc mặt của Dương Bách Xuyên trầm xuống, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có lý do giết người. Dù sao anh không định buông tha cho đám tu sĩ ở lại tai họa người khác. Nhưng có một điều mà Dương Bách Xuyên đã quên mất, nơi này là chỗ ăn chơi. Vì vậy cảnh tượng tiếp theo làm anh bị nội thương. Từ lúc Dương Bách Xuyên vào người thanh niên kia chìm trong trạng thái căng chặt, sắc mặt trắng bệch, thậm chí cả người phát run. Chỉ có hắn ta biết người thanh niên tóc bạc không mời mà đến này tản ra khí thế đáng sợ đến mức nào, làm hắn ta không thể thở nổi. Nhưng hai người phụ nữ kia lại không biết, họ chỉ là người thường, không cảm nhận được khí thế trên người Dương Bách Xuyên. Lúc này hai người phụ nữ không hét chói tai nữa, nhìn Dương Bách Xuyên, tất cả cảm xúc trên mặt đã biến mất không thấy, đôi mắt tràn đầy lửa giận nói, con mẹ nó, ông chú này, ông có bệnh hả? Ai mượn ông cứu, chị em chúng tôi chỉ muốn kiếm đồng ăn cơm cũng không được hả? Dương Bách Xuyên trực tiếp bị cô gái kia mắng, trong đầu có hàng vạn con ngựa chạy qua. Lúc này anh mới phản ứng lại. Đậu má, chỗ này là chỗ ăn chơi, sao có thể có trường hợp bắt nạt phụ nữ nhà lành? Lúc trước học đại học anh cũng từng làm thêm ở chỗ này, sao lại không rõ loại chuyện này chứ? Lập tức mắng bản thân ngu xuẩn. Hiển nhiên cảnh tượng hai người phụ nữ giãy giụa hét chói tai đều là giả vờ. Bị người mắng, họ Dương nào đó còn không thể phản bác lại. Trong lúc nhất thời đứng sững người tại chỗ. Đúng lúc này, người thanh niên kia đột nhiên đứng dậy, nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, sau đó rầm một tiếng, hắn ta đâm nát kính, trực tiếp nhảy từ tầng 2 ra ngoài, chạy trốn. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phản ứng lại, khóe miệng lộ ra ý cười, tên kia chạy trốn ngược lại hóa giải sự xấu hổ của anh. Nói thật ở trong trường hợp này, đối mặt với phụ nữ bình thường, anh thật sự không biết nên ứng đối như thế nào. Dù sao nói đi nói lại hình như chính anh đã quấy rầy cơ hội phát tài của người ta, anh cũng không có khả năng đi so đo với hai người phụ nữ bình thường. Vì vậy người thanh niên kia chạy trốn đã hóa giải sự xấu hổ của anh. Ngay sau đó anh nhìn hai người phụ nữ, nở nụ cười xấu hổ nói, cái đó, thật sự xin lỗi. Nói xong Dương Bách Xuyên cũng nhảy xuống khỏi cửa sổ.
Trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ đang trợn mắt há mồm. Hôm nay các cô coi như đã đụng phải hai tên thần kinh. Nửa ngày sau, một người trong đó hét lên, có người nhảy lầu. Một người phụ nữ khác cũng trắng bệch mặt, nhưng lại bình tĩnh hơn, đứng dậy chạy đến chỗ cửa sổ, nơi nào còn tung tích của hai tên tâm thần kia, trường hợp ngã xuống gãy chân gãy tay vỡ đầu chảy máu cũng không xuất hiện. Gặp quỷ, người phụ nữ đó khiếp sợ nói. Không nói đến hai người phụ nữ đang khiếp sợ, sau khi Dương Bách Xuyên chạy ra, thả linh thức ra đuổi theo tung tích của người thanh niên kia. Anh cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm đuổi theo, tốt nhất đi ra khỏi thành, ở trong thành lại không tiện xuống tay. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được mùi máu dày đặc từ trên người của người thanh niên kia, điều này chứng minh tay của hắn ra đã nhuốm máu, vì vậy Dương Bách Xuyên phải giết chết hắn ta. Nếu hắn ta không để trong lòng lời cảnh cáo của anh, vậy phải sẵn sàng trả giá mạng sống. Dương Bách Xuyên không có chút nhân từ nào với đám tu sĩ tội phạm đến từ Sơn Hải giới này. Từ linh thức, Dương Bách Xuyên phát hiện người thanh niên kia tăng tốc tối đa, trên người còn dán thần hành phù, vẻ mặt hoảng sợ, liều mạng chạy trốn. Nửa giờ sau, người thanh niên đã ra khỏi thành, đi đến một cái trấn nhỏ, sau đó trốn vào một nhà thờ Hồi giáo. Chỉ là một nhà thờ nhỏ, có 3 tầng, xung quanh có tường vậy, nhìn qua rất kín. Dương Bách Xuyên mỉm cười, không nhanh không chậm đi vào. Người thanh niên không phát hiện được anh đi phía sau hắn ra. Khi Dương Bách Xuyên đi đến cổng lớn của nhà thờ Hồi giáo, lập tức nhíu mày, mùi máu tươi truyền đến từ trong gió nhẹ, nghe thấy tiếng đánh nhau. Không cần dùng linh thức xem xét, trực tiếp dùng chân đá văng cửa ra. Nghe được một âm thanh già nua, tam sư đệ, nhanh đến hỗ trợ, con đàn bà này quá lợi hại. Nhị sư huynh đừng dây dưa, có kẻ địch mạnh xuất hiện, từ bộ dạng, hình như chính là người đã đưa ra cảnh cáo với các tu sĩ Sơn Hải chúng ta, tu vi sâu không lường được, suýt chút nữa ta không trở về được. Người nói chuyện chính là người thanh niên bị Dương Bách Xuyên truy đuổi. Bớt nói nhảm, xử lý con đàn bà này rồi nói sau, muốn chạy cũng không chạy được. M. Thanh già nua sốt ruột đánh gãy lời nói của thanh niên. Lúc này xuất hiện trong viện, nghe thấy một âm thanh nhỏ nhẹ mà bén nhọn, nói, muốn chạy, cửa sổ cũng không có, hôm nay bà đây phải giết chết đám chó chết chúng mày, rút ra lộ gân chúng mày. Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh này, hình như một người phụ nữ đang đánh nhau với hai lão giả, hiện tại có thêm thanh niên kia, cục diện 3-1. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên đẩy cửa vào. Bên trong là một đại sảnh cầu nguyện rộng 200 mét vuông, vô cùng hỗn loạn. Trong đại sảnh có 3 nam 1 nữ. Trong 3 nam, có 2 lão giả diện mạo già nua đều là kim đan đại viên mãn, người thứ 3 là tên thanh niên chạy trốn đến đây, tu vi kim đan hậu kỳ. Một người phụ nữ khác, mặc áo đỏ, tu vi kim đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng 1-3 lại không rơi xuống thế hạ phong, đưa lưng về phía Dương Bách Xuyên đánh 3 người kia sấp mặt. Thấy cảnh tượng như vậy, Dương Bách Xuyên thật sự có chút khiếp sợ, một người phụ nữ kim đan sơ kỳ, đối mặt với 2 kim đan đại viên mãn, cộng thêm 1 kim đan hậu kỳ vừa gia nhập vòng chiến, vậy mà lại không rơi vào thế thua, làm anh lau mắt mà nhìn. Nhưng nghe âm thanh này, Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút quen tai. Trong lòng còn nghĩ, có lẽ người phụ nữ và 2 lão giả xuất hiện ở chỗ này là cá sa lưới, không bị các tông môn võ cổ giám thị. Cũng may anh đụng phải. Tận diệt luôn cả thể cho bớt việc. Ở trong lòng Dương Bách Xuyên, những người này đều đến từ Sơn Hải giới, chẳng qua có thù oán, ngược lại chém giết nhau ở chỗ này. Dương Bách Xuyên không tiếng động đi vào, cũng không vội ra tay, chuẩn bị xem diễn rồi tính tiếp. Đồng thời thả ra linh thức xem xét xem ở chỗ này còn có tu sĩ ẩn nấp nào nữa không. Ngay sau đó trong lòng anh trào dâng lên sát khí. Trong linh thức phát hiện mấy thi thể của người thường ở sau giáo đường, hiển nhiên là người của nhà thờ Hồi giáo. Những người này dám ra tay với người bình thường, vậy Dương Bách Xuyên không có đạo lý buông tha cho bọn họ. À! Đúng lúc này, người phụ nữ mặc áo đỏ phát ra tiếng rên nũng nịu bén nhọn, bị 3 người đàn ông bao vây tấn công, cuối cùng bị chèn ép, trên đùi bị người thanh niên kia dùng kiếm cắt qua. Dương Bách Xuyên không định hỗ trợ. Dù sao trong mắt anh những người này đều là tu sĩ Sơn Hải giới, đều đáng chết, làm cho bọn họ đánh đến cuối cùng, anh đứng xem diễn là được. Thân pháp của người phụ nữ kia rất quỷ dị, đầu tóc tán loạn,
Dương Bách Xuyên không nhìn thấy rõ bộ dáng của người đó. Nghe thấy người phụ nữ giận dữ nói, đậu má, hôm nay tao sẽ đập chết ba con dê bọn mày, đám chó chết. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng mắng này, hoàn toàn không giống lời mắng mà người Sơn Hải giới có thể mắng, lời nói nhỏ nhẹ này có chút quen quen, a, không nhớ nổi. Không lẽ người phụ nữ này là người địa cầu? Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng. Lúc này người phụ nữ kia múa may trường tụ đỏ thẫm, giống như đang khiêu vũ, ngay lập tức ám khí liên tiếp bay ra, là 7 cái châm cài nhỏ dài 3 tấc bay vụt đến chỗ ba người kia. Một lão giả trong đó lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đàn bà thôi, xem chiêu, lão phu tiễn người xuống địa ngục. Lão giả lật tay, trong tay xuất hiện hai tấm phù chú, ánh sáng lóe lên, ngăn cản châm cài của người phụ nữ kia. Lão nhị lão tam, đừng cất giấu, giết con đàn bà này rồi nói sau. Lão giả này sinh ác độc, nói. Hai người khác nghe thấy lão giả nói vậy, chuẩn bị tung ra chiêu thức át chủ bài. Ngay sau đó trong tay bọn họ xuất hiện một lá bùa. Dương Bách Xuyên nhìn ra được, phù chú trong tay ba người bọn họ chính là phù chú được chính tay cấp bậc Nguyên Anh luyện chế, nói thầm có nên cứu người phụ nữ này không? Cô ta không chống lại được phù chú của ba người này. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh hét lớn của người phụ nữ kia, bà đây liều mạng với bọn mày. Dứt lời, chỉ nghe người phụ nữ nói, thiên địa em mờ Dương, điên đảo càn khôn. Dương Bách Xuyên nghe thấy câu này, trong lòng chấn động mạnh, anh quá quen thuộc câu pháp chú này, quá có ấn tượng. Ngay lập tức sắc mặt của Dương Bách Xuyên biến đổi, tuôn ra câu chửi tục, đậu má, bạn học ngụy công công. Mới đầu Dương Bách Xuyên không nhận ra được người phụ nữ giữa sân là ngụy công công, bởi vì khác biệt quá lớn. Chỉ đến khi câu pháp chú, thiên địa em mờ Dương, điên đảo càn khôn tuôn ra, anh mới xác định đó là ngụy nhân. Bởi vì câu pháp chú này là do anh truyền thụ lại chi ngụy nhân, là truyền thừa của sư phụ, có 102 trên địa cầu, năm đó anh còn nói đó là quỳ hoa bảo điển bản tu chân. Nghĩ lại âm thanh bén nhọn lúc trước, còn không phải là âm thanh của ngụy nhân sao? Lúc này ngụy nhân và ba kim đan đều liều mạng, nhưng Dương Bách Xuyên lại rất rõ phù chú trong tay ba tên kim đan có uy lực như thế nào, mặc dù em mờ Dương công đặc thù nhưng lại không ngăn cản được phù chú trong tay ba người kia. Dương Bách Xuyên thầm than quá nguy hiểm, nếu hôm nay không đuổi theo thanh niên kia đến đây, lúc này ngụy nhân sẽ gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên, ngay lập tức chân khí cường đại bùng nổ, lan ra giữa sân. Ngay sau đó uy lực của ba phù chú, bao gồm pháp thuật ngụy nhân thi triển, đồng thời bị Dương Bách Xuyên phất tay hóa giải. Lúc này, bốn người mới phát hiện không biết từ lúc nào, giữa sân xuất hiện một thanh niên đầu bạc. A, ngươi, thanh niên bị Dương Bách Xuyên đuổi theo không nghĩ đến Dương Bách Xuyên có thể tìm tới, lại còn xuất hiện không tiếng động, ngay lập tức mở to hai mắt nhìn, không nói được một câu hoàn chỉnh. Hai vị sư huynh của thanh niên nhìn thấy Dương Bách Xuyên, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ không nhìn ra được cảnh giới của Dương Bách Xuyên, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở cường đại tản ra trên người Dương Bách Xuyên. Hơn nữa người này có thể hóa giải công kích của bọn họ chỉ với một cái phất tay, thực lực cỡ này đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Ba người trắng bệch mặt. Nhóc Xuyên, lúc này người phụ nữ mặc áo đỏ ngạc nhiên hét chói tai, âm thanh bén nhọn đâm thủng màng tai. Nói xong, cô ta hoặc nói cách khác anh ta chải gọn đầu tóc hỗn loạn, lộ ra một khuôn mặt yêu dị, đẹp không gì sánh được. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên có chút phức tạp, cũng có vài phần xấu hổ, cuối cùng ngụy nhân cũng đi lên con đường này. Lúc trước ngụy nhân nói muốn đi Thái Lan, Dương Bách Xuyên mới truyền thụ công pháp M Dương công cho ngụy nhân. Hiện tại xem ra, ngụy nhân đã thành công đi lên con đường này. Làm bạn học. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên rất mâu thuẫn với lựa chọn của ngụy nhân, đàn ông không thích làm lại thích làm thái giám. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng không khó đoán, từ nhỏ ngụy nhân lớn lên sinh hoạt với môi trường toàn là phụ nữ, đại học ngụy nhân là đàn ông, mỗi ngày lại đi với các bạn nữ, rất ít chơi với các bạn nam, bởi vì mọi người ghét bỏ anh ta ẻo lả. Lúc ở trường học, gần như tất cả các bạn nam trong khối đều hâm mộ ngụy nhân. Bởi vì ngụy nhân là bạn thân của tất cả các bạn nữ trong khối. Chỉ có Dương Bách Xuyên coi như là một người bạn nam duy nhất trong thời sinh viên của ngụy nhân,
Nguyên nhân kết duyên là do đan chú nhân của Dương Bách Xuyên, chung quy cũng vì ngụy nhân yêu cái đẹp nên mới làm bạn với anh. Lúc ở cảng đảo, ngụy nhân là người đại diện của chị Mai, vì chị Mai mất tích, ngụy nương thất nghiệp nên mới dẫn đến việc ngụy nhân muốn đi Thái Lan. Cuối cùng Dương Bách Xuyên tặng em mờ Dương Công cho ngụy nhân. Vì vậy hôm nay gặp lại, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ngụy nhân, trong lòng có chút xấu hổ và tội ác. Trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, ngụy nhân hôm nay đã biến thành một người phụ nữ hoàn toàn là có một phần công lao của anh. Đứng ở lập trường một người đàn ông, Dương Bách Xuyên cảm giác rất xin lỗi anh ta khi ngụy nhân biến thành phụ nữ. Nhưng ngụy nhân lại không biết Dương Bách Xuyên nghĩ nhiều như vậy, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, vui mừng hét chói tai. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên thấy được sức sống tinh thần từ trong mắt của ngụy nhân, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm có lẽ làm phụ nữ là điều ngụy nhân muốn. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn ngụy nhân, bạn học cũ, đã lâu không gặp. Ngụy nhân hét xong, mở hai tay hướng về phía Dương Bách Xuyên, nhìn dáng vẻ muốn đến ôm một cái. Dương Bách Xuyên lắc người tránh né ngụy nhân, anh không thích bị ngụy nhân ôm, mặc dù hiện tại ngụy nhân đã trở thành một người phụ nữ, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không thể tiếp thu. Nhếch miệng cười nói, ôm thì thôi, làm chuyện chính trước. Hừ, người ta không đẹp sao? Ngụy nhân u oán nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. À, đẹp, khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi co giật, nếu ngụy nhân là phụ nữ, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, nhưng Dương Bách Xuyên lại không chịu nổi. Nói xong vội vàng kéo ra khoảng cách với ngụy nhân, anh sợ bị ngụy nhân dán lên người. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên chuyển ánh mắt về hướng ba tên tu sĩ Sơn Hải Giới, nụ cười biến mất, sắc mặt lạnh băng, hỏi tại sao không cút về Sơn Hải Giới. Lúc này ba người bị uy áp cường đại của Dương Bách Xuyên đè ép, thân thể không thể nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một lão giả trong đó nói, nơi này không phải nhà của người, dựa vào cái gì làm chúng ta trở về. Lão giả vừa dứt lời, thanh niên và một lão giả khác tái mặt lại, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, câu này không hề sai. Thanh niên mắng nhị sư huynh 100 lần ở trong lòng, con mẹ nó muốn chết đừng kéo theo hai người chúng ta, tu vi của người ta cường đại vô biên, con mẹ nó mạnh miệng làm gì. Cường giả thả một quả giấm cũng là đạo lý. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh đứng đầu, đây chính là định luật bất biến ở thế giới tu chân, loại trường hợp này không nên tranh luận mà xin tha mới đúng. Tiền bối, ta. Thanh niên bổ cứu. Nhưng lại bị Dương Bách Xuyên đánh gãy, nheo mắt lại nhìn nhị sư huynh trong ba người, nói, dựa vào cái gì? Ha ha ha, ta nói cho ngươi dựa vào cái gì? Tung ra một trường, bao phủ lấy ba người. Sau một tiếng vang nặng nề, giữa sân nhiều thêm ba cái xác, sau đó Dương Bách Xuyên thả lửa thần hồn ra, trực tiếp hủy xác xóa dấu vết. Anh cũng không có hứng vô nghĩa với ba người, dứt khoát giết cho xong việc, trên máy tính bảng còn rất nhiều tu sĩ Sơn Hải Giới chưa được rửa sạch, chỉ là ba tên kim đan mà thôi, không cần nhiều lời. Anh rất rõ ràng, chỉ cần ở lại địa cầu không trở về Sơn Hải Giới, trong lòng đều có mục đích riêng, anh và Lữ Xuân Thu từng ước định. Anh sẽ xử lý người của Sơn Hải Giới. Lữ Xuân Thu sẽ đảm bảo căn cơ của Vân Môn đứng bất động. Nhẹ nhàng giết chết ba tên tu sĩ kim đan làm ngụy nhân bị chấn động mạnh, năm đó sau khi anh ta được Dương Bách Xuyên tặng công pháp, bắt đầu không hiểu gì, sau khi tiếp xúc với một võ cổ giả mới biết được thứ Dương Bách Xuyên đưa cho anh ta là thuật trường sinh. Đến tận đây ngụy nhân mới mở ra cánh cổng của một thế giới mới, 4 năm trước ngụy nhân từng có một cơ duyên. Thành công tu luyện M Dương Công, tu vi cũng có chút thành tựu. Sau khi rời núi gặp phải đám người tu chân đến từ Sơn Hải Giới, lúc này mới biết còn có một Sơn Hải Giới thần bí, trong lòng càng cảm thấy Dương Bách Xuyên thần bí. Lúc này nhìn thấy Dương Bách Xuyên phất tay giết chết ba tu sĩ kim đan, không chỉ không sợ hãi, ngược lại hai mắt sáng rực. Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh mắt nóng rát của ngụy nhân, muốn chạy trốn, anh thật sự không chịu nổi ánh mắt kia của ngụy nhân. Khụ khụ, ngụy nhân, tôi còn có việc, cậu đi Vân Môn chờ tôi, sau đó chúng ta nói chuyện sau. Dương Bách Xuyên nói xong, muốn đi. Nhưng đột nhiên lại nghe được một câu nói của ngụy nhân, làm anh suýt chút nữa ngã quỵ đầu hộc máu. Nhóc Xuyên, nhiều năm không gặp, bây giờ tôi biến thành một người đẹp,
cậu lại sốt ruột muốn đi, không lẽ tôi không đẹp? Trong giọng nói của Ngụy Nhân tràn đầy u oán. Xoang mũi của Dương Bách Xuyên truyền đến một làn gió thơm, chỉ trong chớp mắt, Ngụy Nương đã đi đến bên cạnh, họ Dương nào đó nổi hết da gà da vịt lên. Né tránh Ngụy Nhân, Dương Bách Xuyên há mồm nói, cút, tôi không có hứng thú với cậu. Ngụy Nhân u oán, mang theo chút thất vọng nói, được rồi, hiện tại người ta biến thành phụ nữ, sẽ không thích đám đàn ông thối các cậu. Còn không phải là lâu không gặp, chỉ đùa một chút thôi sao, đến nỗi nói vậy hả? Dương Bách Xuyên hơi co rút khóe miệng, không muốn vô nghĩa với Ngụy Nhân, được rồi, tôi thật sự có chuyện, cậu đến Vân Môn chờ tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Không được, người ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu, cậu đi đâu, dẫn theo tôi. Ngụy Nhân lại bám theo nói. Ông đây đi giết người, cậu đi theo làm quỷ gì, tôi biết cậu muốn hỏi gì, xong xuôi mọi chuyện về Vân Môn tôi sẽ nói. Nói xong Dương Bách Xuyên quay đầu biến mất. Bị Ngụy Nhân dây dưa như vậy, trong lòng anh rất khó chịu, cộng thêm dày vò, không vì lý do gì khác, cố tình hiện tại tên Ngụy Công Công này lại quá mức quyến rũ, bất cứ tên đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ nuốt nước bọt, quan trọng là Dương Bách Xuyên nghĩ đến thân phận đàn ông trước kia của anh ra, cả người dựng đứng. Vì vậy trực tiếp chạy. Anh cũng biết Ngụy Nhân muốn hỏi chuyện công pháp năm đó. Dương Bách Xuyên cũng không định mặc kệ Ngụy Nhân, dựa theo lời của sư phụ. Có thể tu luyện thành công M Dương Công, tương lai Ngụy Nhân chắc chắn trở thành một M Dương yêu tuyệt thế, hoặc nói là thái giám thì thích hợp hơn. Hôm nay Dương Bách Xuyên nhìn thấy Ngụy Nhân một đánh ba, hơn nữa còn chiến đầu vượt cấp, tin tưởng không nghi ngờ, tương lai Vân Môn yêu cầu đến yêu vật tuyệt thế như Ngụy Nhân. Dương Bách Xuyên tin tưởng anh ta sẽ đi Vân Môn chờ chính mình, hiện tại anh muốn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nếu những người này từ bỏ cơ hội rời đi địa cầu, anh cũng sẽ không khách khí, đã như vậy thì ở hết lại đây. Có thể kéo dài linh thức ra ngàn dặm, trong tay cũng có định vị của các tông môn võ cổ truyền lại, tìm những người này không phải chuyện khó. Tiếp theo Dương Bách Xuyên không chút khách khí giết sạch đám tu sĩ Sơn Hải giới ở lại địa cầu. Thủ đoạn này đã kíp nổ toàn bộ giới võ cổ. Ngày thứ ba, Dương Bách Xuyên cầm một phần danh sách đến từ thần Long Đàm. Tất cả đều là những dị năng giả đứng đầu ở phương Tây, trong đó bao gồm quỷ hút máu, đoàn thánh kỵ sĩ, miếu Pharaoh. Nhưng chỉ cần thực lực vượt qua tiên thiên đều bị Dương Bách Xuyên giết chết gần như không còn. Ba ngày trôi qua, cả thế giới chấn động, Hoa Hạ ngược lại trở thành nơi có võ cổ và dị năng cường đại nhất, không nói đến mấy cái khác, chỉ cần Vân Môn cũng đủ kinh sợ tất cả thế lực. Không có khả năng tất cả đệ tử Vân Môn đều rời đi. Dương Bách Xuyên đối xử bình đẳng, yêu cầu đối với Vân Môn và các thế lực lớn là, tất cả tu sĩ đạt đến Kim Đan đều rời đi địa cầu. Chỉ trong 3 ngày, Dương Bách Xuyên đã mở ra một hoàn cảnh võ cổ ổn định cho Hoa Hạ, hơn nữa nghiêm khắc dặn dò nhị đồ đệ, không được để đệ tử Vân Môn có bất cứ quan hệ gì với chính trị, bởi vì anh biết đây là điểm mấu chốt của Lữ Xuân Thu. Dương Bách Xuyên biết tâm tư của Lữ Xuân Thu, chỉ cần không dính đến thần mộ viên đều là bạn. Vì vậy Dương Bách Xuyên dặn dò Vương Tông Nhân rất kỹ càng về phương diện này. Ai biết Lữ Xuân Thu còn có con át chủ bài nào trên địa cầu hay không, mặc dù Lữ Xuân Thu đã đi thần mộ viên, nhưng cũng không chắc ông ấy không chuẩn bị gì, thần Long Đàm chỉ là thế lực bên ngoài. Hơn nữa, mặc dù Lữ Xuân Thu có tâm tư mượn dùng lực lượng chính phủ Hoa Hạ bảo vệ bí mật về thần mộ viên, nhưng về mặt khác ông ấy cũng là thủ vệ của Hoa Hạ. Dương Bách Xuyên rất tán đồng điểm này. Chính vì vậy mới đồng ý với Lữ Xuân Thu, trước khi rời khỏi địa cầu đi đến Sơn Hải giới sẽ không nhớ thương thần mộ viên. Ngày thứ tư, Dương Bách Xuyên bắt đầu đi thăm nhà ba mẹ vợ với mấy người phụ nữ, dù sao cũng phải rời khỏi, tạm biệt là chuyện nên làm. Đến ngày thứ bảy mới hoàn thành xong công tác đi thăm người thân bạn bè, ngày cuối cùng, Dương Bách Xuyên và nhị đồ đệ Vương Tông Nhân đi đến nhà họ Vương ở Đế Đô. Bất kể là quan hệ với ba anh hay từ góc độ của đồ đệ, anh đều phải đi một chuyến đến nhà ba mẹ Vương Tông Nhân. Còn ông lão Vương Huyền Cơ sẽ đi cùng với Dương Bách Xuyên đến Sơn Hải giới, theo lời ông, vũ trụ cuồn cuộn vô biên tràn ngập kỳ ảo, không biết Sơn Hải giới thì thôi, nếu đã biết mà không đi xem khác gì uổng phí cả đời. 3 năm trước ông ấy đã vượt qua thiên kiếp Kim Đan, tu thành Kim Đan đại đạo, cũng càng thêm hứng thú với thiên địa đại đạo trong vũ trụ. Cũng từng nói với Dương Bách Xuyên, sau này đi đến Sơn Hải giới chắc chắn phải dẫn theo ông ấy.
Đối với Vương Huyền Cơ, Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy ông ấy là một thần côn vô cùng linh nghiệp, bộ dáng tiên phong đạo cốt thần bí khó lường, sau khi lên đến Kim Đan, càng cảm thấy như vậy. Ở tu chân giới cũng có đại đạo thần côn cùng loại, nhưng xem vận khí của người thường còn được, xem của người tu chân có chút khó. Nhưng không ngại anh và Vương Huyền Cơ trở thành bạn vong niên, từ trước đến nay quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tồi. Sau khi đến nhà họ Vương, ba mẹ Vương Tông Nhân và Vương Huyền Cơ đã đứng nghênh đón trước cửa nhà từ sớm, đồng thời Dương Bách Xuyên còn thấy được một người quen, em gái của Vương Mạc Sinh, Vương Kiêm Gia. Tính lên Vương Kiêm Gia đã công tác trong Vân Kỳ gần 10 năm, năm đó sau khi gặp mặt nhà họ Vương, cách xa 10 năm, đây là lần gặp mặt thứ hai. Vương Kiêm Gia là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Vương, cũng là người đẹp đứng đầu, trên người có một loại khí chất trầm tĩnh, độc đáo của một nữ tri thức. Mặc dù đứng sau người nhà nhưng lại vẫn lóa mắt, dáng người cao gầy 1m8, tóc ngắn, đeo cặp kính gọng vàng, mặc bộ đồ thể dục màu trắng, càng nhìn càng thấy độc đáo. Dương Bách Xuyên nhìn người nhà họ Vương ra nghênh đón không dám chậm trễ, vội vàng bước nhanh đi đến, mặc dù bây giờ anh đã là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu kỳ, nhưng cũng càng thêm để ý tình thân. Vợ chồng Vương Mạc Sinh thật lòng coi anh như con trai ruột. Từ năm đó sau khi biết thân phận anh đến tận bây giờ vẫn chân thành, chưa từng thay đổi. Chú Vương, dì Lý, ông. Dương Bách Xuyên chào thăm hỏi, nói đi nói lại quan hệ giữa anh và nhà họ Vương hoàn toàn lộn xộn, nhiều năm như vậy, nghĩ lại cũng buồn cười, nhưng không xấu hổ, ngược lại rất tự nhiên. Vương Tông Nhân là đệ tử của anh, từ điểm này, anh đã ngang hàng với vợ chồng Vương Mạc Sinh, nhưng anh lại gọi vợ chồng Vương Mạc Sinh là chú gì. Mà đến ông lão Vương Huyền Cơ thì hoàn toàn rối loạn, trực tiếp gọi anh em với anh, hai người là bạn vong niên, theo lời ông, đều là tục lễ nên cũng không cảm thấy xấu hổ. Chờ sau khi chào hỏi các vị trưởng bối, chuyển ánh mắt lên trên người Vương Gia Kiêm, vừa định mở miệng, không nghĩ đến Vương Gia Kiêm lại mỉm cười nói, có lẽ anh nên gọi tôi là cô nhỏ. Khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi co rút, đúng vậy, Vương Gia Kiêm là em gái Vương Mạc Sinh. Năm đó cô cũng từng trêu ghẹo anh như vậy. Cô nhỏ Dương Bách Xuyên cười ha ha, gọi một tiếng cô nhỏ. Lúc này Vương Tông Nhân đi phía sau Dương Bách Xuyên, sắc mặt đen lại, nói thầm, bối phận này cũng quá rối loạn. Sau đó mọi người đều sửng sốt, bị câu cô nhỏ của Dương Bách Xuyên chọc cười, chỉ có Vương Huyền Cơ nhìn Dương Bách Xuyên, rồi lại nhìn Vương Kiêm Gia, ý cười trên mặt càng ngày càng dày. Xong cơm trưa. Vương Huyền Cơ mời Dương Bách Xuyên đi hoa viên uống trà, đảo mắt nhìn đám người nhà họ Vương phía sau, cuối cùng nhìn Vương Kiêm Gia, nói, nhóc Kiêm Gia, đi pha trà cho ông nội. Vương Mạc Sinh nghe Vương Huyền Cơ gọi em gái, trong lòng như suy tư gì, cô em gái này đã 30 mấy rồi, đến nay vẫn chưa tìm thấy một người hợp tâm ý, là nan đề lớn nhất của nhà họ Vương. Nếu không phải Vương Huyền Cơ bất công cô nhóc này, truyền thụ một ít đạo dưỡng sinh, tuổi tác hiện tại của cô em gái này cũng đủ làm dao kim châm lạnh một nửa. Sau khi Vương Mạc Sinh nhìn Dương Bách Xuyên, trong lòng có chút hiểu ra dụng ý của lão gia tử khi gọi em gái Vương Kiêm Gia đi pha trà, ngẫm nghĩ lại một lúc cũng rất kích động, chỉ cần cô em gái này có thể gả ra ngoài, như thế nào cũng được. Trong hoa viên, Vương Kiêm Gia rót trà cho nhị gia gia Vương Huyền Cơ và Dương Bách Xuyên xong, đứng ở một bên. Lúc này Vương Huyền Cơ nhìn Dương Bách Xuyên, cười nói, nhóc Xuyên, ông già này có việc muốn nhờ cậu, không biết có được không? Dương Bách Xuyên buông chén trà, cười nói, cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt không chối từ. Vương Huyền Cơ cười ha ha, nói, vậy lão già này có thể nói rồi. Dứt lời nhìn về phía Vương Kiêm Gia. Dương Bách Xuyên vừa thấy Vương Huyền Cơ nhìn về phía Vương Kiêm Gia thì lập tức hơi nghi hoặc, chẳng lẽ chuyện Vương Huyền Cơ nói Chu Sùng liên quan tới Vương Kiêm Gia? Quả nhiên chỉ thấy Vương Huyền Cơ cười một tiếng nói tới thì trước khi nói, lão già bói cho cậu một quẻ tượng cho thấy cậu. Trong mệnh thiếu nước. Dương Bách Xuyên nghe vậy suýt chút nữa bật cười. Rõ ràng trông lão thần ôn này có việc muốn nhờ mà còn ăn nói đường hoàng, tìm lý do đại nghĩa như vậy. Dương Bách Xuyên lập tức cười như không cười nói, xin lắng tai nghe. Vương Huyền Cơ làm như không nhìn thấy nụ cười thích thú của Dương Bách Xuyên. Nghiêm túc nói, cũng không có gì tốt, kỳ thật rất đơn giản, thiếu nước thì thêm nước là được. Sau khi nói xong ông trầm ngâm một chút, nhìn Vương Kiêm Gia nói, ừ là thế này,
Kiêm gia nhà tôi sinh ra thủy mệnh, nước là nguồn gốc của sự sống, vốn phải là chuyện tốt, nhưng thủy vận của đứa nhỏ này dồi dào quá mức, không có phúc hưởng, điều này cũng khiến nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn chưa gả đi được. Lần này không chỉ khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, cả sắc mặt của Vương Kiêm gia cũng lập tức đỏ bừng. Nguyên nhân từ trước tới đây cô không tìm bạn trai chỉ có trong lòng cô biết, thế nhưng những người khác trong nhà họ Vương đều xem chuyện này thành tâm bệnh. Bây giờ ông hai Vương Huyền Cơ nói thẳng ra, điều này khiến Vương Kiêm gia làm sao chịu nổi. Ông hai, Vương Kiêm gia đỏ mặt trừng mắt. Khụ khụ, con bé này đừng ngắt lời, ông hai chỉ vì muốn tốt cho cháu thôi. Nói tới đây ông kéo dài giọng, nhìn về phía Dương Bách Xuyên nói, cũng là vì tốt cho nhóc Xuyên là người trong nhà không phải à. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên xám xịt, lão thần côn này nói chuyện càng lúc càng không có giới hạn. Lúc này chỉ nghe Vương Huyền Cơ tiếp tục nói, nhóc Xuyên à, thế nên ý của tôi là hành trình tới Sơn Hải giới lần này có thể dẫn theo Kiêm gia nhà tôi không? Đương nhiên ý của lão già này là sau này để cậu đưa con nhóc Kiêm gia theo là được, cũng tiện bổ sung số mệnh thiếu thủy vận của cậu. Nhờ đó mệnh cách của cậu viên mãn, tương lai tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành, một bước lên trời, tiền đồ vô lượng, con đường tu đạo lên như diều gặp gió, khinh thường cả thế giới. Mà con nhóc Kiêm gia nhà tôi đi theo bên cạnh cậu cũng có thể tu hành, trước kia lão già này đã truyền thụ cho nó một chút đạo dưỡng sinh, nhưng đó cũng chỉ là con đường nhỏ mà thôi. Thằng nhóc thối A Nhân kia ngược lại đi con đường tu luyện, nhưng lại không muốn truyền thừa tiết lộ nửa chữ công pháp cho dì út của nó. Ta thì sao, công pháp tu luyện không thích hợp với con nhóc Kiêm gia này. Vì vậy lão già này mặt dày mày dạn xin cậu đưa con nhóc Kiêm gia theo, lúc nhàn rỗi thì truyền cho nó một lời nửa câu. Lại có thể cân thủy vận quá thừa của nó, như thế hai người cũng xem như hợp lại với nhau tăng thêm sức mạnh. Cậu xem có thể nể mặt lão già này không? Dương Bách Xuyên trợn mắt nhìn thẳng, lão thần côn này đã nói tới mức đó rồi, anh còn có thể không nể mặt sao? Dương Bách Xuyên dùng khóe mắt liếc Vương Kiêm gia hình như ánh mắt cũng sáng lên một cái, anh biết nguyên nhân cô đi con đường tu chân này. Về phần việc Vương Tông Nhân không truyền thụ phương pháp tu luyện mà Vương Huyền Cơ nói, Dương Bách Xuyên ngược lại tin. Môn quy của Vân Môn là do Lục Tuyết Hy lập ra, đệ tử môn nhân Vân Môn không được truyền bất kỳ bí điển công pháp gì của Vân Môn ra ngoài, người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Cho dù là đối mặt với người dì ruột là Vương Kiêm gia thì Vương Tông Nhân cũng không dám. Nhìn ánh mắt tha thiết của Vương Huyền Cơ nhìn Vương Huyền Cơ, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, ông đã nói tới mức này rồi. Tất nhiên cháu cũng phải nhận. Dương Bách Xuyên vừa nói câu nhận xong thì cảm thấy hình như không ổn, lời này mờ ám quá mức, vì vậy anh khụ khụ một tiếng vội vàng bổ sung thêm, ý của cháu là tất cả mọi người là người một nhà, làm sao cũng được. Vương Kiêm gia hơi đỏ mặt, nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên rồi lập tức cúi đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng không biết đang nghĩ gì. Vương Huyền Cơ cười ha ha nói, như thế vẹn cả đôi đường. Sau này con nhóc Kiêm gia của lão già này sẽ giao cho cậu đó. Dương Bách Xuyên nghe Vương Huyền Cơ nói, làm sao cũng cảm giác như đang nối dây, tơ hồng vậy. Dường như trên danh nghĩa cũng là vì có lợi cho hai bên, Dương Bách Xuyên bổ sung thủy vận, Vương Kiêm gia đi theo Dương Bách Xuyên tu hành, điều tiết thủy vận quá vượng, nhưng nghe Vương Huyền Cơ nói kiểu gì cũng giống như đang làm mai cho hai người. Có điều kỳ thật Dương Bách Xuyên cũng rất tò mò về Vương Kiêm gia. Anh không cho rằng Vương Kiêm gia có ý với mình mà luôn cảm thấy lâu như vậy Vương Kiêm gia không lập gia đình, càng không nghe nói tới việc quen bạn trai là do có chuyện gì đó. Cuối cùng Vương Huyền Cơ quanh co lòng vòng một vòng lớn, nói cho cùng chính là sợ mình không nhận Vương Kiêm gia vào Vân Môn, không truyền thừa công pháp tu hành cho cô. Điểm này Dương Bách Xuyên biết rõ, trong mắt võ cổ giả thế hệ trước ở trái đất, tư tưởng quan niệm truyền thống vẫn rất mãnh liệt, truyền nam không truyền nữ. Truyền đích không truyền thứ gì đó vân vân, dù sao phái nữ trong những mặt này không có địa vị gì. Giống như Triệu Nam lúc trước vậy, rõ ràng Triệu Nam được ông cụ nhà họ Triệu Triệu Trường Sinh yêu quý vô cùng, nhưng lại không cho Triệu Nam tiếp xúc với truyền thừa cổ võ ở nhà họ Triệu chút nào. Dương Bách Xuyên biết rõ những điều này, nhưng anh lại không có nhiều quy định cứng nhắc như vậy, con đường tu chân suy cho cùng xem trọng duyên phận, không tồn tại quan niệm hạn chế nam nữ gì đó. Dương Bách Xuyên quay đầu nghiêm túc quan sát Vương Kiêm gia, nhưng là quan sát xem cô có linh căn tu chân hay không, đó mới là trọng điểm. Võ cổ giả nhìn căn cốt, tu chân giả xem linh căn.
Chỉ cần cô có linh căn tu chân thì Dương Bách Xuyên sẽ không tiếc truyền thừa công pháp, hơn nữa đưa cô bước vào con đường tu chân, ngoài ra còn phải xem cô có bằng lòng hay không. Linh thức quét qua Vương Kiêm Gia một lượt, ngay sau đó trong lòng Dương Bách Xuyên run lên. Sau khi thấy tình huống trong cơ thể của Vương Kiêm Gia, giờ phút này Dương Bách Xuyên không khỏi nhìn về phía Vương Huyền Cơ, thầm lẩm bẩm, không biết lão thần côn này mù mờ hay thật sự có chút bản lĩnh nữa, vậy mà thật sự bị ông ta nói trúng. Theo quan sát của Dương Bách Xuyên, Vương Kiêm Gia thuộc tính linh căn của Vương Kiêm Gia không nằm trong ngũ hành mà là nằm ngoài ngũ hành hiếm thấy, linh căn hệ thủy biến dị. Linh căn thế này mà tu luyện có thể chứa đựng tất cả sức mạnh thuộc tính thủy trên đời, có thể khiến nước lập tức đóng băng, có thể phất tay giữa biển rộng mênh mông. Thiên phú linh căn như thế không chỉ là vấn đề tu luyện nhanh hơn người bình thường mà còn có thể tu luyện bất kỳ pháp thuật thần thông hệ thủy nào theo sự tăng trưởng của tu vi, làm ít được nhiều. Tư chất thế này sao Dương Bách Xuyên có thể bỏ qua được? Điều đáng tiếc duy nhất là Vương Kiêm Gia đã bỏ lỡ độ tuổi tu luyện tốt nhất, nếu không Dương Bách Xuyên thấy tiền đồ của cô không thể đoán trước được. Có điều có thể chất linh căn biến dị cũng có thể bù đắp ít nhiều. Bây giờ vấn đề là Dương Bách Xuyên phải trưng cầu ý kiến của Vương Kiêm Gia một chút, phân môn nhận người, cho dù thiên phú có tốt cũng cần tài nguyên, càng cần nhân phẩm. Về mặt nhân phẩm Dương Bách Xuyên nghĩ gia giáo của nhà họ Vương sẽ không có vấn đề gì, bây giờ chỉ là thực hiện quá trình, trưng cầu ý kiến của Vương Kiêm Gia xem cô có bằng lòng gia nhập phân môn hay không. Nhận lời Vương Huyền Cơ là một chuyện, nhưng Dương Bách Xuyên không thể phá hỏng quy củ. Nếu như truyền thừa công pháp thì cần Vương Kiêm Gia gia nhập vân môn mới được, nếu như không gia nhập vân môn thì anh sẽ không thu nhận. Dương Bách Xuyên trầm ngâm một chút, nhìn Vương Kiêm Gia chân thành nói, dì út gì có muốn. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong đã bị Vương Huyền Cơ ngắt lời, ngừng ngừng ngừng, gọi gì nhỏ gì chứ, cậu cũng đã đồng ý thu nhận con nhóc Kiêm Gia rồi, không thể gọi dì út, gọi thẳng tên đi, dừng làm loạn bối phận. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt. Bây giờ lão thần côn ông mới nhớ tới bối phận hả? Bối phận của nhà họ Vương bị ông cụ ngài làm loạn hết rồi. Vương Huyền Cơ bị Dương Bách Xuyên hung dữ chừng mắt thì mặt già đỏ lên, cười xấu hổ, hình như cũng hiểu ánh mắt trợn trắng của Dương Bách Xuyên. Ông đứng dậy cười cười pha trò, vậy hai người tâm sự đi, tôi là người già rồi nên dễ mệt mỏi, đi nghỉ một lát đây. Nói xong Vương Huyền Cơ phối hợp rời khỏi. Dương Bách Xuyên và Vương Kiêm Gia đồng thời cạn lời, đã tu vi kim đan rồi, còn mệt mỏi. Có điều Vương Huyền Cơ đi là đúng ý Dương Bách Xuyên, anh vẫn còn chút chuyện muốn hỏi Vương Kiêm Gia. Chuyện tu chân là một mặt, mặt khác anh mới phát hiện sâu trong mắt Vương Kiêm Gia chất chứa u buồn, đây là biểu hiện có khúc mắt, nếu không thể loại bỏ thì tương lai cho dù cô có tu chân cũng sẽ chỉ chết dưới thiên kiếp. Đợi Vương Huyền Cơ đi rồi. Dương Bách Xuyên nhìn về phía Vương Kiêm Gia nói, dì út ngồi xuống nói chuyện đi. Anh vẫn nên gọi tên tôi đi, dì út cũng chỉ là tôi chọc anh thôi, nghe không được tự nhiên. Chúng ta cũng chạc tuổi nhau, đừng làm anh khó xử. Vương Huyền Cơ đi rồi nên Vương Kiêm Gia cũng bớt đi vài phần câu nệ. Được rồi, vậy tôi gọi cô là Kiêm Gia vậy. Kiêm Gia, nói thật thì cô là linh căn biến dị hiếm thấy. Thể chất cỡ này tu luyện sẽ làm chơi ăn thật so với người bình thường, con đường tu chân tương lai cũng rộng lớn hơn. Bây giờ tôi hỏi cô có bằng lòng gia nhập vân môn, chấp nhận tất cả môn quy trói buộc của vân môn hay không? Dương Bách Xuyên nghiêm túc hỏi. Vương Kiêm Gia không trả lời vấn đề này của Dương Bách Xuyên ngay, ngược lại nhìn Dương Bách Xuyên, mắt hơi đỏ lên, hơn nữa mang theo mong đợi vô vàn hỏi, nhóc Xuyên, trên đời này có U Minh Luân Hồi không? Sau khi tôi tu chân có thể tiến vào U Minh Luân Hồi không? Dương Bách Xuyên nghe Vương Kiêm Gia nói chuyện lập tức ngẩn người, đây là một người phụ nữ có chuyện xưa, phục hồi lại tinh thần, nói tại sao lại hỏi như vậy? Vương Kiêm Gia lâm vào hồi ức, vành mắt cũng dần dần ửng đỏ, sau đó chậm rãi nói, nếu trên đời này thực sự có U Minh Luân Hồi, nếu vậy tôi muốn đi tìm một người. Mặc dù trước kia biết giới võ cổ, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến võ cổ giả có thủ đoạn thần tiên, biết hạ nhân trở thành đệ tử của cậy, tôi mới biết được trên đời này thực sự có người tu chân. Hạ nhân nói, người tu chân là người có thủ đoạn thần tiên, có lẽ sau này sẽ trở thành thần thành tiên. Mới đầu tôi không tin, 6 năm trước hạ nhân về nhà, tôi mới biết được nó có thể ngự kiếm phi hành. Lúc đó tôi nảy ra một câu hỏi, trên đời này thực sự có U Minh Luân Hồi không?
nếu có thể dẫn tôi đi không? A Nhân cười khổ, nói có hay không nó không biết, nhưng sư phụ nó chắc chắn biết, cho dù có thể đi U Minh Luân Hồi, trên thế giới này cũng chỉ có sư phụ có thể đi. Cho nên hôm nay là tôi cầu nhị gia ra tìm cầu xin cậu. Nói đến đây, Vương Kiêm gia tạm dừng một chút, sau đó nhìn về phía Dương Bách Xuyên nói, nhóc Xuyên, nếu có khả năng cầu cậu dẫn tôi đi U Minh. Dương Bách Xuyên nghe xong nở nụ cười khổ, nhưng anh nhìn ra được trong lòng Vương Kiêm gia nhớ đến ai, bởi vì anh cảm nhận được lúc trước Liễu Linh Linh ngã xuống, anh và Vương Kiêm gia có cùng một ánh mắt. Lúc này anh rất kính nể Vương Kiêm gia. Liễu Linh Linh ngã xuống làm anh tâm tê phế liệt, hận không thể đi thế giới U Minh Luân Hồi, mỗi lần nhớ đến lại quặn đau, đến nay vẫn vậy. Loại tình cảm này người thường không thể cảm nhận được, chỉ có khắc sâu người yêu vào trong lòng mới có thể như vậy. Cũng vĩnh viễn sẽ không quên, sự đau lòng chỉ biết tăng thêm theo thời gian. Từ lúc quen biết Vương Kiêm gia đến hiện tại, Dương Bách Xuyên đều chưa từng nghe qua cô có bạn trai, điều này thuyết minh một nửa kia của cô mất rất sớm. Ít nhất cũng được 10 năm, thời gian lâu như vậy, điều cô có thể làm chỉ có thể ẩn chôn sâu trong nội tâm, không ai có thể cảm nhận được nỗi đau đó. Nhưng Dương Bách Xuyên lại có thể cảm nhận được loại đau xót này. Vì vậy Dương Bách Xuyên rất kính nể Vương Kiêm gia. Nhưng đối với thỉnh cầu của Vương Kiêm gia, Dương Bách Xuyên lại nở nụ cười chua xót, nói, sao tôi lại không nghĩ đi U Minh chứ? Trên mặt Vương Kiêm gia hiện lên một tia mất mát. Lại cũng tìm được một loại đồng bệnh tương liên từ trong mắt Dương Bách Xuyên, không nhịn được hỏi, không lẽ cậu cũng? Dương Bách Xuyên gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, kể cho Vương Kiêm gia nghe chuyện của Liễu Linh Linh. Vương Kiêm gia trầm mặc một lúc, biểu đạt xin lỗi, kể chuyện xưa của cô cho anh. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên đã biết quả nhiên Vương Kiêm gia vì người yêu, trong lời kể của cô có một người yêu là Thanh Mai Trúc Mã, cũng là một quân nhân. Nhưng bi kịch là ở hôn lễ của hai người, người yêu của Vương Kiêm gia nhận được nhiệm vụ rời đi, không kịp hoàn thành hôn lễ. Sau đó không còn trở về, bọn họ vĩnh viễn bị chia cắt. Mặc dù Vương Kiêm gia không kể tình yêu của bọn họ kinh tâm động phách, thế non hẹn biển như thế nào, nhưng Dương Bách Xuyên lại có thể cảm nhận được sự si tình của Vương Kiêm gia cùng với sự nhớ nhung người yêu. Bất kể thế nào, cả Dương Bách Xuyên và Vương Kiêm gia đều hy vọng trên đời này thực sự có U Minh Luân Hồi, một ngày nào đó bọn họ có thể đón người yêu của mình trở về. Tu chân tu đại đạo, ở trong mắt người phàm, người tu chân chính là thần tiên, Dương Bách Xuyên tin tưởng trên đời này thực sự có U Minh Luân Hồi. Nhìn Vương Kiêm gia, Dương Bách Xuyên giảng giải cho cô toàn bộ về con đường tu chân, cũng hứa với Vương Kiêm gia, nếu có một ngày anh có thể đi vào U Minh giới, chắc chắn sẽ mang theo cô. Nói xong, nhìn Vương Kiêm gia, nói, bây giờ chúng ta trở về vấn đề chính, tôi hỏi cô có bằng lòng tu chân hay không, nguyện ý gia nhập Vân Môn, nguyện ý chịu môn quy của Vân Môn hay không? Đến lúc này Dương Bách Xuyên cũng coi như cho Vương Kiêm gia một hy vọng, làm gì có đạo lý không muốn. Trịnh trọng quỳ gối nói, đệ tử Vương Kiêm gia nguyện ý gia nhập Vân Môn, tiếp thu môn quy, coi tông môn là nhà, coi đệ tử Vân Môn là người thân. Được rồi. Đứng lên đi, ngày mai đi theo tôi về tông môn, còn vấn đề tu hành, đến lúc đó cô đi theo Lục Hộ Pháp. Cảm ơn môn chủ. Sau khi Vương Kiêm gia rời đi, Dương Bách Xuyên thương tiếc nhìn cô, anh biết ở trong mắt người không rõ, hành vi này của Vương Kiêm gia nói tốt nghe là si tình, nói khó nghe là bệnh tâm thần. Trên đời này thực sự có tình yêu đến chết không phai. Dương Bách Xuyên cảm nhận được trên người Vương Kiêm gia có điều đó. Vì vậy anh sẽ giúp cô. Nhà họ Vương coi như trạm cuối cùng, ngày hôm sau Dương Bách Xuyên dẫn theo đồ đệ Vương Tông Nhân, ông lão Vương Huyền Cơ và Vương Kiêm gia đi đến Vân Môn, sáng hôm sau là ngày toàn bộ người có cấp bậc kim đan ở võ cổ giới rời đi đến Sơn Hải giới. Cũng là ngày anh dẫn theo tất cả đệ tử kim đan của Vân Môn và người nhà đi Sơn Hải giới. Sau khi trở về, Vương Tông Nhân tiếp quản Vân Môn trên địa cầu, trở thành môn chủ Vân Môn. Âu Dương Ngọc Thanh xác định ở lại đến khi con gái hoàn toàn xong việc học. Tối hôm nay, Dương Bách Xuyên ở nhà cũ bảo Ngô Mặc Thu gọi Vương Tông Nhân và mẹ con Âu Dương Ngọc Thanh đến. Con gái Nhạc Nhạc trên danh nghĩa bị Âu Dương Ngọc Thanh mang về Vân Môn, bởi vì sau ngày mai, đám người Dương Bách Xuyên sẽ rời đi,
lần này từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, nói đi nói lại vẫn phải tạm biệt. Chẳng mấy chốc ba người đi đến. Dương Bách Xuyên nhìn ba người đi vào, nói với Ngô Mặc Thu, Thu Nhi đi ra ngoài giữ cửa, trong vòng một canh giờ tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai. Vâng tiên sinh, Ngô Mặc Thu xoay người rời đi, đóng lại cửa đại sảnh. Dương Bách Xuyên vung tay lên bày ra cấm chế trong đại sảnh. Ở trong mắt Phương Tông Nhân và mẹ con Âu Dương Ngọc Thanh, bọn họ chưa bao giờ gặp Dương Bách Xuyên trịnh trọng như vậy, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Đừng khẩn trương, chỉ là không muốn có rắc rối, ngồi xuống đi. Dương Bách Xuyên bảo ba người ngồi xuống. Nói xong, ánh mắt dừng trên người U Dương Nhạc, người sau không dám đối diện với ánh mắt của Dương Bách Xuyên, theo bản năng tránh né. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt đó của cô nhóc, nở nụ cười khổ, thật ra trong lòng anh rất rõ ràng, Nhạc Nhạc không chấp nhận được cảm xúc trong lòng. Khi còn nhỏ cô nhóc rất bám Dương Bách Xuyên, khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, còn gọi là anh trai, sau khi lớn lên, mẹ của cô nhóc kết hôn với người chú này, bối phận thay đổi, anh trai biến thành ba trên danh nghĩa. Ở chung với Dương Bách Xuyên rất gò bó, thật ra Nhạc Nhạc rất hướng tới việc tu chân. Nhưng trong lòng không tiếp nhận được ngoại trừ mẹ của cô nhóc ra, Dương Bách Xuyên còn có thêm 5 người vợ khác. Đối với lời mời tu chân của Dương Bách Xuyên, cô nhóc đều từ chối, tỏ vẻ không chút hứng thú, thậm chí còn từ chối lần đi đến Sơn Hải giới này. Trong lòng không qua được. Dương Bách Xuyên cũng nhiều ít có thể hiểu được, nhưng không có cách nào, dù sao cũng không phải con gái ruột của mình, cũng biết tuổi 17 đến 18 là độ tuổi phản nghịch, đặc biệt từ nhỏ Nhạc Nhạc đã mất ba. Nếu Nhạc Nhạc không tu chân, Âu Dương Ngọc Thanh không muốn rời khỏi con gái, anh cũng không làm khó người khác, điều có thể làm là tận lực sắp xếp tốt mọi chuyện cho mẹ con cô. Anh và em gái Dương San San cũng không có ba mẹ từ nhỏ, nên không muốn U Dương Nhạc cũng không có. Nhạc Nhạc, gọi con kìa. Âu Dương Ngọc Thanh không biết nói gì với cô con gái này, theo lý thuyết phải gọi Dương Bách Xuyên là ba, nhưng khi còn nhỏ Nhạc Nhạc đã quen gọi anh Xuyên. Tất nhiên lúc đó Dương Bách Xuyên vẫn là học sinh trên danh nghĩa của cô, Nhạc Nhạc gọi anh Xuyên cũng không sai. Nhưng hiện tại thân phận chuyển biến quá lớn, từ trước đến nay Nhạc Nhạc chưa từng gọi, thậm chí cũng không gọi anh trai. Ngọc Thanh, không gọi cũng không sao, chỉ là xưng hô, không sao cả. Dương Bách Xuyên vội vàng hòa giải. Âu Dương Ngọc Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Dương Bách Xuyên lấy ra một phần văn kiện từ trên bàn đưa cho U Dương Nhạc. Nói, Nhạc Nhạc, bất kể ra sao, anh vẫn là anh trai yêu thương em như lúc còn nhỏ, nếu em không muốn đi đến Sơn Hải giới, vậy không đi, làm chuyện mình thích cũng được, em ký tên vào phần văn kiện này. Lúc này trong lòng của U Dương Nhạc loạn như ma, không dám đối diện với người ba trên danh nghĩa này, nói đến cùng trong lòng cô nhóc vẫn rất sợ Dương Bách Xuyên, đây là uy áp phát ra trong vô hình của Dương Bách Xuyên sau khi tu vi tăng lên, người thường không dễ chịu được. Dương Bách Xuyên bảo ký tên lên văn kiện, U Dương Nhạc không hề nghĩ ngợi ký tên xuống, chỉ muốn làm xong chuyện rồi rời đi, cô nhóc rất sợ đối mặt với người anh trai khi còn nhỏ, hiện tại là ba kế này. Chờ sau khi U Dương Nhạc ký tên, Dương Bách Xuyên cười đưa văn kiện cho Âu Dương Ngọc Thanh, nói em bảo quản văn kiện này thay cho Nhạc Nhạc, chờ sau khi nó tốt nghiệp đại học sẽ chính thức có hiệu lực. Âu Dương Ngọc Thanh nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, trong lòng rất khó hiểu, văn kiện gì? Còn chính thức có hiệu lực. Âu Dương Ngọc Thanh mở văn kiện ra, cả người chấn động, đứng bật dậy nói, Xuyên, điều này không thể, sao lại có thể? Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt không thể tin được của Âu Dương Ngọc Thanh, cười nói, đều là một chút vật mọn, nếu Nhạc Nhạc không muốn đi lên con đường tu chân, đây coi như là quà anh tặng con bé, cũng là khảo nghiệm con bé. Âu Dương Ngọc Thanh trừng to mắt, nói, nhưng, đó là toàn bộ Vân Kỳ quốc tế. Sao Nhạc Nhạc có thể thừa kế? Dương Bách Xuyên cười nói, không có gì không thể, dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa chúng ta đi rồi, có em và A Nhân ở lại, có thể trợ giúp Nhạc Nhạc tiếp quản Vân Kỳ, không có vấn đề gì. Lúc này U Dương Nhạc nghe mẹ mình và Dương Bách Xuyên nói chuyện, hiểu ra người ba trên danh nghĩa này của cô nhóc đã để cô ký tên vào dạng văn kiện gì. Cho dù cô nhóc còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết Vân Kỳ quốc tế là con quái vật khổng lồ cỡ nào. Ở trong trường học, mọi người thường nói sau khi tốt nghiệp được vào Vân Kỳ quốc tế là một niềm vinh dự lớn. Các bạn học có câu nói, có thể đi vào Vân Kỳ quốc tế chính là một bước lên thiên đường,
bởi vì Vân Kỳ quốc tế đã trở thành đế quốc thương nghiệp toàn cầu. U Dương Nhạc chưa bao giờ nhắc đến người ba trên danh nghĩa của mình là người cầm lái chân chính của Vân Kỳ quốc tế, mẹ cũng từng là một cánh tay quan trọng của Vân Kỳ quốc tế trước mặt bạn bè. Dương Bách Xuyên mở miệng làm cho U Dương Nhạc run lên, thậm chí cô nhóc bắt đầu nghĩ, có phải hay không Dương Bách Xuyên thừa nhận. Nhưng sau đó Dương Bách Xuyên tiếp tục nói, anh không cần biết em nghe ai nói, tin hay không tin, nhưng những gì anh nói đều là thật. Năm đó anh ra tay với ba em, bởi vì hắn ta sắp bán em đi, áp chế đe dọa mẹ em, Dương Bách Xuyên kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, tất nhiên sẽ không nói chuyện anh để lại chân khí trong người Vương Minh. Mọi chuyện chính là như vậy, nếu muốn biết cụ thể hơn có thể hỏi mẹ em. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên cầm chén trà lên uống. Nhạc Nhạc, mẹ có thể nói cho con, nếu năm đó không có Xuyên, con sẽ bị tên xúc sinh kia bán đi, mà mẹ sẽ chết vì mất con. Mấy năm nay nếu không có Xuyên, mẹ con mình đã đi đầu thai từ lâu, còn chuyện về tên xúc sinh kia, tối nay mẹ sẽ nói cho con, làm con thêm kiến thức, đi ra ngoài đi. Âu Dương Ngọc Thanh tức run người, đuổi con gái đi ra ngoài, mấy năm nay cô rất chán ghét con gái nhắc đến chồng trước Vương Minh trước mặt mình, đối với cô. Vương Minh chính là ác ma, nhưng không thể ngờ được hôm nay con gái sẽ chất vấn Dương Bách Xuyên, điều này làm cho cô vô cùng áy náy. Nếu năm đó Dương Bách Xuyên không ra tay, hôm nay sẽ không có mẹ con cô, tên cặn bã Vương Minh kia tuyệt đối sẽ làm ra chuyện bán con gái mình đi, Âu Dương Ngọc Thanh hiểu hắn ta hơn bất cứ ai. Đầu óc của U Dương Nhạc rất loạn, nhưng trong lòng đã buông xuống được một cục đá, bởi vì Dương Bách Xuyên đã đưa ra đáp án, cho cô nhóc có lựa chọn. Anh trai, Nhạc Nhạc xin phép đi ra. Dương Bách Xuyên mỉm cười trong lòng, anh là người tu chân, có thể cảm nhận được tích tụ trong lòng U Dương Nhạc đã buông xuống, điều này có chỗ tốt cho cô nhóc sau này. Xuyên, Âu Dương Ngọc Thanh há mồm muốn nói chuyện, lại bị Dương Bách Xuyên cười ngắt lời, được rồi, anh đều rõ, anh sẽ không giận Nhạc Nhạc, lại nói cũng không có gì, con bé có quyền biết về chuyện của ba ruột nó. Được rồi, chuyện này cho qua. Hiện tại anh muốn dặn dò em và A Nhân một chuyện rất quan trọng, phải cẩn thận nghe, đừng phân tâm. Dương Bách Xuyên nhìn Vương Tông Nhân và Âu Dương Ngọc Thanh, nói chờ ngày mai, tôi sẽ đưa tất cả võ cổ giả vào Sơn Hải giới, sau đó thông đạo Sơn Hải ở Hồ Dương Lâm sẽ bị hủy diệt, còn hai người, sau này sẽ đi vào bằng một thông đạo khác. Sau khi dặn dò, Dương Bách Xuyên điểm vào giữa trán của Vương Tông Nhân và Âu Dương Ngọc Thanh, truyền thụ địa điểm của thông đạo vào trong đầu hai người. Đến tận đây, tất cả coi như đã ổn định, chỉ chờ rời khỏi. Vương Tông Nhân khom người cúi chào, sư phụ và sư nương có chuyện muốn nói, cậu ta không muốn làm bóng đèn. Chờ Vương Tông Nhân rời khỏi, Âu Dương Ngọc Thanh và Dương Bách Xuyên nói chuyện về thái độ vừa rồi của con gái U Dương Nhạc. Dương Bách Xuyên tỏ vẻ không để ý, ngược lại trấn an Âu Dương Ngọc Thanh, sau đó dặn dò Âu Dương Ngọc Thanh một vài việc. Ngoài cửa vang lên âm thanh của Ngô Mặc Thu, tiên sinh, Lục Hộ Pháp muốn gặp. Mời Lục Hộ Pháp vào. Dương Bách Xuyên có chút kinh ngạc, đã muộn thế này, không biết Lục Tuyết Hy tìm anh có chuyện gì. Âu Dương Ngọc Thanh đứng dậy nói, em đi trước. Đi đi, cẩn thận tâm sự với Nhạc Nhạc, đồ vật anh đưa cho em chính là tài nguyên tu chân anh chuẩn bị cho Nhạc Nhạc, nếu sau này con bé muốn bước vào con đường tu chân, nhớ rõ giao cho nó. Còn có bí pháo anh truyền thụ cho em, nhất định không được quên, phương pháp luyện hóa vân môn động thiên cần phải hoàn thành trong vòng 3 năm. Sau này nếu em không chọn được người thích hợp, lúc đến Sơn Hải giới em mang theo vân môn động thiên là được. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói, anh để lại bí pháp khống chế vân môn động thiên cho Âu Dương Ngọc Thanh. Vâng, em nhớ kỹ rồi. Âu Dương Ngọc Thanh đỏ mặt rời đi. Sau khi rời khỏi, Âu Dương Ngọc Thanh đi thẳng đến phòng của U Dương Nhạc. Cô cần phải nói rõ chuyện năm đó của tên cặn bã Vương Minh cho con gái biết. Đối với mẹ con các cô, bây giờ Vương Minh đã trở thành quá khứ, Dương Bách Xuyên là người nhà, là chỗ dựa của mẹ con các cô. Âu Dương Ngọc Thanh không muốn con gái ghi hận Dương Bách Xuyên. Lúc này trong đại sảnh, Lục Tuyết Hy ngồi xuống đối diện với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết đêm khuya Lục Tuyết Hy tìm đến, chắc chắn có việc, trực tiếp hỏi có chuyện gì không. Lục Tuyết Hy buông chén trà, nhìn nói, sau ngày mai chúng ta phải rời khỏi, tôi có chuyện muốn nói cho ngài. Cô nói đi. Dương Bách Xuyên không truy vấn,
Chờ Lục Tuyết Hy nói ra, thật ra anh đã có cảm giác sự xuất hiện của chị em nhà họ Lục sẽ không đơn giản như vậy, chắc chắn là có chuyện, cảm giác này năm đó gặp chị em bọn họ đã có. Chẳng qua Dương Bách Xuyên không để ý mà thôi, đối với anh, ai mà không có bí mật, hỏi nhiều ngược lại không tốt, nếu tin tưởng chính mình Lục Tuyết Hy sẽ nói cho anh, xem ra, đêm nay Lục Tuyết Hy muốn nói. Quả nhiên, Lục Tuyết Hy nhìn thẳng vào Dương Bách Xuyên, nói, hơn ngàn năm trước, chị em bọn tôi đến địa cầu, thật ra là có mục đích, hơn nữa năm đó còn có 6 thế lực lớn ở Sơn Hải giới đến cùng với chúng tôi. Chẳng qua, ngoại trừ chị em chúng tôi, những người khác đều bị người thủ hộ ở địa cầu chém chết, chị em chúng tôi là song sinh, thân thể của tôi bị phá hủy, sau đó tôi trốn trong thân thể của em gái, song hồn cộng sinh mới sống được, sau đó bị tiên sinh cứu thoát. Thật ra nếu năm đó tiên sinh không đánh vỡ đại trận, không biết chúng tôi còn phải bị phong ấn trong trận pháp bao lâu, có lẽ sẽ càng lâu. Nói đến đây, Lục Tuyết Hy tạm dừng một lúc, nói, chạy đề, tiếp tục nói nguyên nhân chúng tôi đến địa cầu, có chút loạn, nói đơn giản, thật ra tổ tiên chúng tôi có được một bí văn nên chúng tôi mới đến địa cầu. Đại Tần Thủy Hoàng đế của địa cầu chính là người Sơn Hải giới, Thủy Hoàng đế đi vào địa cầu hóa thân thành doanh chính càn quét các quốc gia. Thành lập Hoàng triều Đại Tần, thật ra là vì tìm một nơi ở thần bí, ở Sơn Hải giới, có người gọi nó là Thần Mộ Viên. Thần Mộ Viên chính là một bảo tàng lớn, ai cũng muốn có được. Nghe đồn Thủy Hoàng đế tìm được Thần Mộ Viên, còn nắm giữ được phương pháp đi vào Thần Mộ Viên, nghe nói năm đó Thủy Hoàng đế là con cờ của mấy thế lực lớn Sơn Hải giới. Vì tìm kiếm Thần Mộ Viên, nhưng mấy thế lực lớn không nghĩ đến, Thủy Hoàng đế là một người có dã tâm lớn. Sau khi tìm được Thần Mộ Viên, muốn độc chiếm độc hưởng, không báo cho mấy thế lực lớn, nhưng bên cạnh ông ta có người của các thế lực phái đến giám thị. Thủy Hoàng đế vì qua mặt các thế lực, thành lập Hoàng Lăng Đại Tân, đã lừa tất cả người giám thị vào đó rồi giết chết. Năm đó tổ tiên của tôi chính là một trong số đó, nhưng lại may mắn trốn thoát được, sau khi trở về Sơn Hải giới đã truyền tin tức ra, hơn nữa để lại manh mối Thủy Hoàng đế đã tiến vào Thần Mộ Viên. Nói là lối vào Thần Mộ Viên nằm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, còn để lại bí pháp tiến vào Thần Mộ Viên, năm đó đám người chúng tôi đi vào địa cầu là để tìm kiếm bí mật này. Nhưng hai chị em chúng tôi là nắm giữ được lăng mộ Thủy Hoàng chân chính, lăng mộ xuất hiện bên ngoài hiện này chỉ là trận pháp Mê Haoki. Chỉ tiếc lối vào Hoàng Lăng không đơn giản, không có cảnh giới Nguyên Anh thì không vào được. Lục Tuyết Hy nói xong, trên bàn tay xuất hiện một cái hộp gấm nhỏ. Đặt ở trước mặt của Dương Bách Xuyên. Sau đó nói, nơi này là địa điểm chân chính của lăng mộ Thủy Hoàng. Trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động, nếu đúng như lời của Lục Tuyết Hy, lăng mộ Thủy Hoàng chân chính chính là Thần Mộ Viên, tiến vào Thần Mộ Viên cần phải có bí pháp, tổ tiên hai chị em các cô lại từng đi theo Thủy Hoàng đế nên nắm giữ được bí pháp tiến vào Thần Mộ Viên. Tu vi của Lữ Xuân Thu thông thiên nhưng cũng chỉ gần tìm được Thần Mộ Viên, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Ông ấy đã tiêu phí rất nhiều thời gian để nghiên cứu đi vào như thế nào. Trong lịch sử Hoa Hạ, Sơn Hải giới, Tu Chân giới đều có người tìm kiếm Thần Mộ Viên, có thể thấy được sự bất phàm của Thần Mộ Viên. Dựa theo lời nói của Lục Tuyết Hy, Đại Tần Hoàng đế là người duy nhất trong mấy ngàn năm đi vào được Thần Mộ Viên, có lẽ Lữ Xuân Thu là người thứ hai. Hiện tại Lục Tuyết Hy lấy ra bản đồ và bí pháp. Như vậy có khả năng Dương Bách Xuyên sẽ là người thứ ba tiến vào Thần Mộ Viên. Dương Bách Xuyên mở ra hộp gấm, bên trong là một tấm bản đồ gia thú, bên trên có một đám chấm tạo thành văn tự, nhìn như bản đồ, lại giống như một đám phù văn tối nghĩa, xem không hiểu. Nhìn Lục Tuyết Hy, Dương Bách Xuyên cười khổ nói, căn bản là xem không hiểu. Lục Tuyết Hy nói, tôi đã nghiên cứu tìm được địa điểm trên bản đồ rồi. Nhưng các đốm chấm sao trời trên bản đồ trông như bí pháp phù văn, là pháp chú đi vào Thần Mộ Viên, xem không hiểu. Lục Tuyết Hy nhìn Dương Bách Xuyên, nói thế giới này, ngài là người chị em chúng tôi tin tưởng nhất, ngài đã từng nói qua, chúng ta là người một nhà, vì vậy tôi lấy ra cho ngài. Dương Bách Xuyên nghe xong, trong lòng rất cảm động, anh hiểu ý của Lục Tuyết Hy, chị em bọn họ coi anh trở thành người một nhà, là người có thể bị tín nhiệm. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Tuyết Hy, nói cô chuẩn bị làm như thế nào? Tôi đến trưng cầu ý kiến của ngài, Lục Tuyết Hy nói. Dương Bách Xuyên thả bản đồ vào hộp gấm, nghiêm túc nói tôi nói thật, ý kiến của tôi là,
sự tò mò hại chết người, tôi nghe được chuyện thần mộ viên qua lời kể của Lữ Xuân Thu, cũng nghe qua rất nhiều người nói, đó là thiên đại bảo tàng, vô số người muốn có được. Nguyên nhân vì vậy mà tôi cảm thấy, thần mộ viên là một hố to, là một nơi chôn vùi, đi chính là tìm chết, vô số cường giả đều đang tìm kiếm, làm gì đến lượt đám người có tu vi chút ít như chúng ta có thể nhìn trộm. Lục Tuyết Hy nhìn Dương Bách Xuyên, nói ý của ngài là không dính nhiễm, không thèm nghĩ. Ý của tôi là tạm thời không nghĩ. Trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên hiện lên tia sáng, làm một người tu chân, gặp phải một bảo tàng tu chân lớn, nếu nói không động tâm là giả, nhưng anh biết với chút tu vi hiện giờ của mình, không động vào được. Hơn nữa Lữ Xuân Thu đã đi thần mộ viên, hiện tại đi tìm thần mộ viên, gặp phải Lữ Xuân Thu không khác tìm chết. Dương Bách Xuyên nhìn không thấu được tu vi của tên kia, nhưng tuyệt đối vượt qua xuất khiếu kỳ, anh không phải đối thủ. Lục Tuyết Hy cười nói, sao tôi lại không biết chứ, ý của tôi là, chúng ta có thể đi nhìn xem địa điểm Hoàng Lăng trên bản đồ, sau này tìm tòi tỉ mỉ sau. Tổ tiên tôi trả giá máu thịt vì nó, chị em chúng tôi cũng vậy, hiện giờ tìm được rồi, không đi nhìn một cái, tôi không cam lòng. Vì vậy đêm nay đến tìm ngài là muốn ngài đi cùng tôi đến đó nhìn. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, xem không hiểu bản đồ, cô biết Hoàng Lăng chân chính ở đâu sao? Lục Tuyết Hy cười nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lục Tuyết Hy vừa nói xong, đầu óc của Dương Bách Xuyên hiện lên một ý nghĩ. Nhìn Lục Tuyết Hy, nói ý của cô là, Hoàng Lăng chân chính, hay cửa vào thần mộ viên chính là địa giới ở quê quán của tôi đúng chứ? Lục Tuyết Hy cười mà không nói. Đù má Dương Bách Xuyên cũng cười, trong lịch sử, địa giới này chính là nơi ở của Lão Tần, cũng là nơi Thủy Tổ Phục Hy ra đời. Tên cũ là Nữ Oa, Hiên Viên. Thủy Hoàng đế lập Hoàng Lăng chân chính ở nơi này cũng không phải không có khả năng. Đêm cùng ngày, Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy xuất phát, dù sao Lục Tuyết Hy cũng nói cô tìm được địa điểm, đi xem cũng không có gì. Dựa theo lời của Lục Tuyết Hy, không đi xem trong lòng có chút không cam lòng. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng muốn đi nhìn một chút xem thần mộ viên có dạng gì, bên trong có cái gì. Bọn họ không định đi vào, chỉ đứng ở cửa vào là được, với tu vi hiện tại của bọn họ, còn không dám mạo hiểm. Đi nửa tiếng, Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy xuất hiện ở phía nam đỉnh núi Thạch Cổ. Núi Thạch Cổ không nổi tiếng mấy, ngay cả dân bản xứ cũng chưa nghe qua, nhưng ở trong, Thủy Kinh Chú từng ghi lại nơi này. Ở trong mắt người có tâm, nơi này là bảo địa, là nơi hiếm thấy vết chân, Lục Tuyết Hy mang theo Dương Bách Xuyên đến đây. Nhìn một đống loạn thế, đồng tử của Dương Bách Xuyên co rụt lại. Anh dùng sức mạnh thần hồn quan sát, thấy được bên trong một trận pháp trống có một con ngọa ngưu màu vàng đất. Yêu hồn gác cổng, Dương Bách Xuyên nhìn Lục Tuyết Hy, nói. Đúng vậy, cánh cửa nằm trong đống núi đá đó, muốn đi vào, đầu tiên phải kiềm chế được yêu hồn ngọa ngưu nằm gác ở đó, cánh cống mới mở được. Lục Tuyết Hy nói. Khi còn nhỏ chỉ nghe qua các loại truyền thuyết của núi Thạch Cổ. Nghe qua núi Thạch Cổ có ngưu thạch cổ, nhưng không nghĩ đến căn nguyên lại là thủ đoạn của người tu chân. Trong mắt người thường, nhìn qua giống như một cục đá hình con trâu, nhưng ở trong mắt Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy, bọn họ nhìn thấy một hồn ngọa ngưu và một trận pháp chống cổ xưa. Cũng không nghĩ đến núi đá Thạch Cổ biểu hiện cho tai bệnh trong truyền thuyết lại là chìa khóa mở ra Lăng Thủy Hoàng. Tiên sinh có nắm chắc không? Lục Tuyết Hy nhìn ngọa ngưu nằm ngủ, hỏi Dương Bách Xuyên. Thử một lần thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không nắm chắc, anh không cảm nhận được cấp bậc của hồn ngọa ngưu đang ngủ say này, dù sao cũng là cảnh giới xuất khiếu, vậy mà lại không cảm thụ được sự mạnh yếu của yêu hồn này, chứng tỏ yêu hồn này rất cường đại. Ở trong mắt Lục Tuyết Hy, yêu hồn này vô cùng khủng bố, hơi thở thần hồn phát ra như có như không, ngẫu nhiên cảm nhận được hơi thở phát ra làm thần hồn của Lục Tuyết Hy không xong. Nếu không thôi... Tôi cảm giác hồn ngọa ngưu này quá mức cổ quái. Lục Tuyết Hy có chút lo lắng nói. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, đến cũng đến rồi, làm gì có chuyện đi một chuyến tay không, dù sao cũng phải thử xem rồi tính tiếp. Trong lúc Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy nói chuyện, hồn ngọa ngưu đang nằm mở to hai mắt, hiển nhiên là bị hai người nói chuyện đánh thức. Growl. Ngọa ngưu mở to, chu lên một tiếng. Ngay lập tức sắc mặt của Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy thay đổi, tiến lên một bước, vung tay lên,
lực lượng thần hồn hình thành một tấm chắn chắc chắn trước người Lục Tuyết Hy. Dương Bách Xuyên không nghĩ đến chỉ một tiếng kêu của hồn ngọa ngưu lại có thể đánh thẳng vào thần hồn. Dương Bách Xuyên còn ổn, hiện tại Lục Tuyết Hy cũng coi như cao thủ nguyên anh, bị tiếng kêu đột ngột của ngọa ngưu kinh sợ, cả người run rẩy. Nếu không phải Dương Bách Xuyên tiến lên ngăn cản, Lục Tuyết Hy cảm giác, trong nháy mắt thần hồn của cô phải bị đánh tan. Growl. Dương Bách Xuyên nhìn ngọa ngưu mở to mắt, nằm nhả ra một hơi với bọn họ, con mẹ nó đây mới chỉ là một hồn ngọa ngưu. Nếu thật thể của yêu hồn tồn tại sẽ cường đại đến mức gì? Cô lùi ra phía sau Dương Bách Xuyên ngưng trọng nói với Lục Tuyết Hy. Lục Tuyết Hy gật đầu, cô biết chính mình không giúp được gì, tránh xa một chút, nếu không sẽ làm vướng chân vướng tay Dương Bách Xuyên. Growl. Hồn ngọa ngưu lại phát ra một tiếng hét dài. Lúc này Dương Bách Xuyên thấy rõ, tiếng hét của hồn ngọa ngưu hóa thành một sóng âm thực chất đánh thẳng đến chỗ anh. Dương Bách Xuyên biết đây là lực lượng thần hồn thuần túy, không thể coi thường, há mồm nói, nguyên thần xuất khiếu, phong vân trảm. Đây là đòn tấn công thần hồn mới của Dương Bách Xuyên, cũng là thần thông nguyên thần sau khi tu luyện kinh nguyên thần đến đỉnh. Vốn dĩ kinh nguyên thần có 9 tầng, tăng lên một tầng đều sẽ ra một loại thần thông nguyên thần mới. Đặc biệt điều làm Dương Bách Xuyên vui sướng nhất là bất cứ thần thông thần hồn nào đều có thể thi triển M Dương Nhị Thần xuất khiếu. Lúc đó uy lực sẽ càng thêm cường đại, có thể hóa thành bất cứ đòn tấn công thần hồn mình muốn. Phong vân trảm là công kích thần hồn Dương Bách Xuyên sắp lĩnh ngộ được, chỉ cần cho anh thêm chút thời gian, anh có thể tự nghĩ ra càng nhiều công kích thần hồn khác. Trọng điểm là công kích thần hồn còn có thể kết hợp với chân khí, sau khi thần hồn và chân khí dung hợp, uy lực tăng gấp bội. Nhưng đối phó với hồn ngọa ngưu, dùng lực lượng thần hồn thuần túy sẽ thích hợp hơn. Cho thêm chân khí chưa chắc có tác dụng, khi đối phí với người tu chân hoặc chân thân thì dung hợp chân khí và lực lượng thần hồn sẽ có tác dụng hơn. Dương Bách Xuyên chắp tay trước ngực, thần hồn M Dương giao nhau, đột nhiên chém xuống hồn ngọa ngưu. Ngay lập tức một lưỡi dao gió lao đi như tia chớp, dưới một kích phong vân của Dương Bách Xuyên, sóng âm của ngọa ngưu đã tiêu tán trong nháy mắt. Lần này trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, đây cũng là lần đầu tiên anh thi triển phong vân trảm. Không nghĩ đến uy lực sẽ mạnh như vậy. Sau khi hồn ngọa ngưu nhìn thấy một đòn của Dương Bách Xuyên đánh tan công kích của nó, ngẩng đầu kêu một tiếng rồi đứng dậy. Growl. Hồn ngọa ngưu ngửa đầu lên trời thét dài, giống như bị Dương Bách Xuyên chọc giận, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, sau đó nói ngôn ngữ nhân loại, đám nhân loại các ngươi không tồi, nhưng ở trước mặt bổn vương còn kém xa, muốn phá chống trận, tiếp được 3 đòn tấn công thần hồn của bổn vương, ta sẽ làm ngươi đi vào. Dương Bách Xuyên nghe thấy hồn ngọa ngưu nói ngôn ngữ con người, ban đầu còn tưởng là một yêu hồn không có trí tuệ, không nghĩ đến có thể nói ngôn ngữ con người, điều này chứng tỏ hồn ngọa ngưu này phụng mệnh đóng giữ. Nheo mắt lại, Dương Bách Xuyên hỏi, ngươi là linh thú của Lữ Xuân Thu? Hay là của Thủy Hoàng Đế? Hừ, bọn họ tính cái rắm, dạng người nào có thể chỉ huy bổn vương? Tên kia, đừng vô nghĩa, muốn đi vào thần mộ viên, tiếp được 3 thần thông của bổn vương. Bổn vương sẽ thả ngươi đi, nếu không đừng mơ, cửa cũng không có, hồn ngọa ngưu cao ngạo nói. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, đòn thứ nhất của ngươi còn không phải bị ra nhẹ nhàng hóa giải, kiêu ngạo như vậy làm gì? Còn không phải là 3 đòn thần thông sao, đến đây đi. Ha ha ha, hồn ngọa ngưu nghe vậy điên cuồng cười, sau nửa ngày, nghiền ngẫm nói với Dương Bách Xuyên, thằng nhóc chưa trải việc đời, lúc trước chỉ là hơi thở của bổn vương mà thôi. Thật sự cho rằng cảnh giới xuất khiếu của ngươi là vô địch. Nếu không phải bổn vương có sứ mệnh, chỉ có thể giữ cửa, không được giết người lung tung, một giây có thể giết ngươi 100 lần. Nói thật cho ngươi biết, uy lực thần thông của bổn vương sẽ hạ xuống ngang bằng với cảnh giới thực lực của ngươi, sẽ không làm khó ngươi. Tên nhóc Lữ Xuân Thu kia mạnh hơn ngươi gấp 100 lần, ở trước mặt bổn vương cũng không dám không biết trời cao đất dày như ngươi, ít nói nhảm, đến đi. Để bổn vương nhìn xem ngươi có mấy cân lượng. Nghe hồn ngọa ngưu nói, trong lòng của Dương Bách Xuyên sóng cuộn biển gầm, anh cố ý nói như vậy chính là để thử hồn ngọa ngưu. Hiện tại xem ra, hồn ngọa ngưu này còn cường đại hơn suy nghĩ của mình rất nhiều, nhưng cũng may nó nói sẽ dùng cảnh giới ngang nhau để tấn công, chỉ cần có thể đỡ được 3 chiêu thần thông thì có thể đi vào. Tới thì tới, sợ ngươi không được, Dương Bách Xuyên không chút khách khí bước lên một bước.
Lục Tuyết Hy lại lo lắng, nói tiên sinh, nếu không từ bỏ đi. Cô cũng cảm giác được hồn ngọa nghiêu này sâu không lường được. Chẳng qua, đoạn lời nói tiếp theo của hồn ngọa nghiêu làm Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy trợn tròn mắt, biết vì sao sẽ có nhiều người muốn tìm kiếm thần mộ viên đến vậy. Hồn ngọa nghiêu cười đùa, lẽ nào các ngươi không muốn sở hữu đàn phục hy, kiếm hiên viêm, đá nữ oa sao? Nghe vậy Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt, liếc nhìn Lục Tuyết Hy. Hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên Lục Tuyết Hy nghe thấy, cô ta mở mịt lắc đầu. Hồn ngọa nghiêu kinh ngạc nói, các ngươi cũng không biết bên trong thần mộ viên có gì sao? Có cái gì? Dương Bách Xuyên gặng hỏi. Hi hi, bản vương chỉ có thể nói cho các ngươi biết ngoài đàn phục hy, kiếm hiên viên và đá nữ oa ra, bên trong thần mộ viên còn có chí bảo mà tu sĩ thế gian khao khát. Hồn ngọa nghiêu đắc y nói. Dương Bách Xuyên thử thăm dò, là Linh Bảo hả? Linh Bảo là cái thá gì, thằng nhóc ngươi quá coi thường đồ vật trong thần mộ viên rồi đó. Được rồi, muốn vào thì tiếp chiêu, không muốn vào thì đừng lãng phí thời gian của bản vương. Hồn ngọa nghiêu mất kiên nhẫn. Dương Bách Xuyên cực sốc, ở tu chân giới, Linh Bảo cũng được coi là pháp khí người người mơ ước, vậy mà hồn ngọa nghiêu lại nói chẳng là cái thá gì. Chỉ nghe tên đàn phục hy, kiếm hiên viên. Đá nữ oa cũng biết là phi phàm, nhất định là chí bảo vượt trên linh bảo. Đây mới chỉ là đồ ở bên ngoài thần mộ viên thôi đó, ai mà biết được bên trong thần mộ viên có cái gì. Lúc này Dương Bách Xuyên đã bị khơi gợi lòng tò mò, nhất định phải vào trong xem. Tuy nhiên, anh không tự tin khi đối mặt với hồn ngọa nghiêu thần bí khó lường, mà cứ thế xoay người rời đi lại không phải tính cách của anh. Rõ ràng là sức mạnh của hồn ngọa nghiêu vượt quá tưởng tượng của anh. Nhưng hồn ngọa nghiêu cũng nói là sẽ dùng sức mạnh thần hồn áp chế xuống cấp bậc tương đương cảnh giới xuất khiếu của anh, cho anh tiếp ba chiêu thần thông thần hồn của nó. Nếu Dương Bách Xuyên tiếp được thì nó sẽ cho nhóm anh đánh chống trận, tiến vào hoàng lăng tìm cửa vào thần mộ viên. Ngược lại, nếu Dương Bách Xuyên không tiếp được thì khả năng cao sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù hồn ngọa nghiêu không nói ra điều này, nhưng Dương Bách Xuyên có thể nghĩ đến. Tiên sinh, Lục Tuyết Hy lo lắng. Đừng lo, tôi thử xem thế nào rồi tính tiếp. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa tiến lên một bước, dẫm vào phạm vi đống đá. Phạm vi đống đá trên 100 mét, lúc trước anh vẫn luôn ở bên ngoài đống đá. Lục Tuyết Hy do dự giây lát rồi cũng theo sát phía sau Dương Bách Xuyên. Sau khi Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy bước vào phạm vi đống đá, tình hình đột ngột thay đổi. Trong tiếng nổ vang rền. Bên rìa đống đá xuất hiện một kết giới. Kết giới xuất hiện nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, anh biết là hồn ngọa nghiêu dở trò nhưng không làm gì được. Trước đó không hề có dấu hiệu xuất hiện kết giới. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi đã bước vào trong thần hồn của bản vương. Tiếp được ba chiêu thì ngươi có thể đánh trống vào hoàng lăng, không tiếp được thì ngươi mất mạng. Hồn ngọa nghiêu đắc ý cười to. Dương Bách Xuyên sa sầm sắc mặt. Có điều anh không hề chán nản. Anh đã dám vào thì cũng đã nghĩ đến hậu quả. Ngươi đã nói là sẽ ra tay bằng cảnh giới cùng cấp với ta. Dương Bách Xuyên nhìn hồn ngọa nghiêu chằm chằm. Hi hi, yên tâm đi, bản vương là ai chứ, tất nhiên nói lời giữ lời. Chỉ sợ thằng nhóc ngươi không đỡ nổi. Hồn ngọa nghiêu cười nham hiểm, cực kỳ đắc ý. Dương Bách Xuyên bất đắc dĩ nhìn hồn ngọa nghiêu. Anh không tức giận, bởi vì đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Anh nói với hồn ngọa nghiêu, người có giữ lời không đấy? Hừ, bản vương trấn thủ nơi này là làm theo mệnh lệnh, sao có thể lừa dối một tiểu bối như ngươi? Yên tâm đi, nếu ngươi tiếp được thì bản vương tuyệt đối không làm khó ngươi. Ha ha, chỉ sợ có 10 thằng nhóc nhà ngươi cũng không đỡ nổi sức mạnh thần thông của bản thương. Lần nào thằng nhãi Lữ Xuân Thu tiếp ba chiêu của bản vương cũng gần kiệt sức, huống chi là một tu sĩ xuất khiếu nhỏ bé như ngươi. Chịu chết đi. Hồn ngọa nghiêu đột nhiên ra tay trong lúc đang nói chuyện. Nó há miệng phun ra một quầng sáng vàng lấp lánh, hừng hực khí thế. Dương Bách Xuyên chợt biến sắc, thầm mắng trong lòng, con mẹ nó, khí thế cỡ này nào phải sức mạnh xuất khiếu sơ kỳ, e là xuất khiếu đại viên mãn điên phong ấy chứ. Thế này thì làm sao anh đây tiếp được? Trong lòng mắng vậy thôi, chứ ngay sau đó Dương Bách Xuyên đã nở nụ cười. Sau khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ở phía sau, Dương Bách Xuyên chẳng thèm nghĩ ngợi,
lập tức nắm lấy tay Lục Tuyết Hy cũng mặt mày biến sắc như mình. Lúc này Lục Tuyết Hy vô cùng hối hận, nếu biết trước nơi này có yêu thú mạnh bảo vệ thì cô ta sẽ đi cùng Dương Bách Xuyên. Bây giờ thì hay rồi, dưới khí thế này, Lục Tuyết Hy biết chắc hẳn mình và Dương Bách Xuyên chỉ có một con đường chết. Ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, hồn ngọa ngưu gian xảo thình lình tung ra ba chiêu thần thông thần hồn, không cho Dương Bách Xuyên thời gian chuẩn bị. Ba chiêu thần thông tung ra liên tiếp, khói dày cuồn cuộn, Dương Bách Xuyên không nhìn thấy gì hết. Hồn ngọa ngưu vô cùng đắc ý, nó không cảm nhận được hơi thở của Dương Bách Xuyên trong khói bụi cuồn cuộn, bật cười ha ha, bản vương không làm gì được Tần Thủy Hoàng và Lữ Xuân Thu, lẽ nào cũng không làm gì được một thằng nhãi cảnh giới xuất khiếu nhỏ bé như ngươi. Ngươi thật sự cho rằng bản vương không có thân xác thì không làm nên trò trống gì sao? Ha ha ha! Hình như ngươi không làm gì được ta thật kìa, hì hì. Giọng nói của Dương Bách Xuyên vang lên trong bụi đất mịt mù. Tiếng cười của hồn ngọa ngưu ngưng bặt, miệng khó chịu như nuốt phải ruồi. Mới rồi nó còn đắc ý vì mình đã trừng trị Dương Bách Xuyên, không ngờ một giây sau lại nghe thấy giọng nói của đối phương vang lên trong khói bụi. Đúng là bị vả xương mặt. Rõ ràng là nó nhận thấy hơi thở của Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn biến mất sau ba chiêu thần thông. Nào ngờ thoát cái đã bị người ta phản kích, mặt sưng hết cả lên. Khói bụi tan biến, Dương Bách Xuyên bình an vô sự xuất hiện ở vị trí cũ, chỉ có điều Lục Tuyết Hy không còn ở bên cạnh. Sao, sao có thể chứ, hồn ngọa ngưu trợn to mắt, vẻ mặt như gặp ma. Hi hi, chấp nhận đi, ta tiếp được ba chiêu rồi. Dương Bách Xuyên cười sang sảng, anh nhìn biểu cảm của hồn ngọa ngưu mà mừng thầm trong lòng. Đương nhiên anh sẽ không nói cho nó biết mình mới mang theo Lục Tuyết Hy trốn vào trong không gian bình càn khôn, sau đó lại đi ra ngoài. Tuy nhiên, anh đã để Lục Tuyết Hy ở lại không gian bình càn khôn. Đối mặt với hồn ngọa ngưu mạnh mẽ khó lường này, Dương Bách Xuyên cảm thấy để cho Lục Tuyết Hy ở lại không gian bình càn khôn thì an toàn hơn. Chẳng may hồn ngọa ngưu không giữ lời, tấn công anh thì một người vẫn tốt hơn hai người khiến anh phân tâm. Lúc nãy... Sau khi cảm nhận được sức mạnh của hồn ngọa ngưu, Dương Bách Xuyên không định lấy cứng trọi cứng với nó, mà trốn vào trong không gian bình càn khôn. Dù sao nó cũng nói là chỉ cần anh tiếp được ba chiêu thần thông thần hồn thì sẽ cho anh qua ải. Mặc dù anh trốn đi, nhưng cũng coi như đã phá giải đòn tấn công của hồn ngọa ngưu. Ngươi, sao ngươi có thể làm được? Lúc này hồn ngọa ngưu cảm thấy đầu óc không đủ dùng, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin. Ngươi không cần quan tâm tại sao ta làm được, dù sao ngươi cũng đã tung ra ba chiêu thần thông thần hồn, mà ta vẫn bình yên vô sự, vượt ải chót lọt rồi. Bây giờ ngươi tránh ra đi, ta muốn đánh trống. Dương Bách Xuyên sẽ không nói cho con trâu đần này biết trên người anh có bình càn khôn. Chỉ cần nhìn hồn ngọa ngưu trợn to mắt trâu liền biết nó là con trâu đần. Hu hu, con mẹ nó các ngươi đều bắt nạt ta, tại sao ta trấn giữ ải thứ nhất thôi mà cũng không làm được. Đại ca nói rất đúng, ta là đồ ngu, hồn ngọa ngưu khóc nức nở. Dương Bách Xuyên ngơ ngác. Con mẹ nó chuyện gì thế này? Con trâu đần này có trái tim thủy tinh. Không đúng, trâu đần vừa nhắc đến đại ca, lẽ nào ở đây còn có nhân vật mạnh hơn? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên giật mình, vội vàng quan sát xung quanh nhưng không phát hiện thấy ai khác, nơi này chỉ có anh và hồn ngọa ngưu. Anh thở phào một hơi. Tiếp tục hỏi, này, ta đã tiếp được ba chiêu thần thông của ngươi, bây giờ ta có thể đi đánh trống rồi đúng không? Ngươi đừng nuốt lời đấy nhé. Hừ, xem như thằng nhóc ngươi may mắn. Đi đánh trống đi, bản vương không giỏi bằng ngươi, nhưng không phải hạng người thất hứa. Thằng nhóc ngươi đừng đắc ý, chỗ cửa thần mộ viên có đại ca ta canh giữ, thằng nhóc ngươi có thể đi vào thì bản vương làm trâu cho ngươi. Hồn ngọa ngưu vừa nói vừa tránh đường, trong lời nói lại nhắc đến đại ca của nó lần nữa. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên vừa kinh ngạc vừa thấp thỏm. Con trâu đần này đã mạnh cỡ này, nếu không có bình càn khôn thì anh không thể đỡ đòn tấn công. Vậy mà bây giờ nó còn nói chỗ cửa thần mộ viên còn có đại ca của nó canh giữ. Lẽ nào đại ca của trâu đần cũng là hồn trâu? Đối phương mạnh cỡ nào? Dương Bách Xuyên ôm lòng ngờ vực. Thấy Dương Bách Xuyên lộ vẻ kinh ngạc, hồn ngọa ngưu đột nhiên bật cười, hì hì, nhóc con sợ rồi hả? Bản vương nói cho ngươi biết nhé, đại ca của bản vương là nhân vật đứng đầu thế gian đấy, nếu ngươi sợ thì đừng đánh trống nữa,
về nhà sớm đi. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, sợ gì chứ? Cơ hội đánh trống đang ở ngay trước mắt, đương nhiên anh sẽ không từ bỏ. Nhưng anh cố ý nổi giận để moi tin, hừ, cho dù đại ca ngươi rất giỏi thì cũng chỉ là một con trâu không phải sao? Có gì đáng sợ đâu, chỉ là một con trâu mà thôi. Ngươi, nhóc con à, đại ca của bản vương không phải trâu, mà là kỳ. Úi cha, hồn ngọa nghiêu đang nói dở thì hét lên thảm thiết, lập tức im miệng, hình như là bị người ta đánh. Nó sợ hãi thấy rõ, sau đó đi sang một bên nằm xuống, nhắm mắt không nói gì nữa. Lần này Dương Bách Xuyên cực kỳ kinh hãi. Anh nghe thấy ngọa nghiêu nói ra một chữ kỳ rồi bị cắt ngang, lẽ nào là kỳ lân? Ý nghĩ này khiến anh kinh hãi. Đại ca của hồn ngọa nghiêu là kỳ lân sao? Nếu vậy thì ải thứ hai của Lăng Thủy Hoàng, hay nói là thần mộ viên, sẽ khó lắm đây. Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán của Dương Bách Xuyên, đối phương có phải là kỳ lân hay không vẫn còn chưa biết. Hơn nữa, hiện tại anh vẫn chưa vào trong, cũng không biết tình hình bên trong thế nào. Lục Tuyết Hy đánh trống đá, cửa Lăng Thủy Hoàng mở ra, thần mộ viên chân chính nằm bên trong Lăng Thủy Hoàng. Có nghĩa là sau khi Thủy Hoàng đế phát hiện ra thần mộ viên, ông đã cố ý xây một vỏ bọc lăng mộ vây bên ngoài thần mộ viên, thật ra là vì không muốn cho người khác biết vị trí của thần mộ viên. Bây giờ xem ra bất kể là hồn ngọa nghiêu hay là đại ca của nó ở phía trong đều là người canh giữ mộ viên. Hồn yêu mạnh mẽ canh giữ thần mộ viên thần bí. Tu vi của Lữ Xuân Thu khiến Dương Bách Xuyên không nhìn thấu, ông ấy bá đạo chiếm cứ giá trị võ lực ngầm của trái đất, không muốn cho bất kỳ kẻ nào nhúng chàm thần mộ viên. Tần Thủy Hoàng là vị vua đầu tiên thống nhất đất nước trong lịch sử Trung Quốc, chết vì thần mộ viên. Ngoài ra, trong biết bao tháng năm đằng đẵng, có rất nhiều kẻ mạnh chẳng hạn như tổ tiên của Lục Tuyết Hy đã mất mạng vì nó. Trong mắt Dương Bách Xuyên, thần mộ viên là một nơi đại hung. Hồn ngọa nghiêu nói đàn phục hy, kiếm hiên viên, đá nữ oa là chí bảo, nhưng Dương Bách Xuyên lại nghĩ chúng chẳng phải là vật chí tà chí ác sao. Từ xưa đến nay, những người giống như tổ tiên của Lục Tuyết Hy cũng vì nghe thấy mấy lời cám dỗ này mà lao đầu vào chỗ chết. Chưa một ai nhìn thấy thứ bên trong thần mộ viên có phải là những chí bảo này hay không. Theo lời Lục Tuyết Hy nói thì Thủy Hoàng đế đã vào trong thần mộ viên nhưng không thấy ra ngoài. Nếu thật sự có chí bảo bất phàm thì ông sẽ ra ngoài sao? Dù thế nào đi chăng nữa Dương Bách Xuyên cũng muốn vào trong xem thử mới cam lòng. Dương Bách Xuyên nhìn hồn ngọa nghiêu nằm dạp ra đất tiếp tục ngủ say, biết là nó sẽ không ngăn cản mình nữa. Anh đi đến trước trống trận, sau đó vung tay sử dụng sức mạnh thần hồn, thình lình đánh trống. Tùng! Tiếng trống trận vang dội như sấm, âm thanh đinh tai nhức óc, vang tận trời xanh. Rầm rầm rầm. Sau một tiếng trống, cả mặt đất chấn động. Trong tầm mắt Dương Bách Xuyên trông thấy tảng đá lớn nứt toác ra một khe hở. Khe hở dần to ra, đến khi rộng khoảng 3 mét mới dừng lại. Một sơn động đen ngòm xuất hiện, có bậc thang đá xanh hợp với sườn dốc tạo thành góc 30 độ dẫn xuống dưới, tựa như con đường thông tới cửu U. Thoạt nhìn chính là lối đi do con người tạo ra. Dương Bách Xuyên biết đây chính là lăng mộ Thủy Hoàng đế tu sửa vào mấy nghìn năm trước, là lăng mộ thật sự của ông. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Thủy Hoàng đế chỉ tiến vào thần mộ viên chứ không phải chết thật. Hoàng lăng Đại Tần ở Cố Đô cũng chỉ là lớp ngụy trang mà Thủy Hoàng đế dùng để che mắt thế lực sau lưng ông mà thôi. Nơi đây mới thật sự là Long Địa. Dương Bách Xuyên thấy có lối đi, bèn vung tay lên đưa Lục Tuyết Hy ra khỏi không gian bình càn khôn. Anh không biết gì về nơi này cả, nhưng Lục Tuyết Hy thì ít nhiều gì cũng từng nghiên cứu. Tiên sinh, Lục Tuyết Hy vừa ra ngoài, bất giác nhìn hồn ngọa nghiêu ở một bên. Đừng lo lắng. Tôi đã qua ải của con trâu này rồi, bây giờ chúng ta phải xuống dưới xem thử. Trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng, Lục Tuyết Hy mỉm cười gật đầu. Cô ta biết sau khi tiến vào từ nơi này mới có thể chạm tới thứ mà mấy đời tổ tiên của mình tìm kiếm, cũng là mục đích hai chị em cô ta tới trái đất. Hiện tại ý muốn lấy được kho báu ngày xưa đã trở thành chấp niệm trong lòng. Dương Bách Xuyên nhìn ánh mắt kích động của Lục Tuyết Hy, mỉm cười nói, đi thôi. Chúng ta vào trong xem sao. Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý đấy. Theo lời hồn ngọa nghiêu nói thì nó còn có một đại ca mạnh hơn đang canh giữ. Tôi có thể qua ải hồn ngọa nghiêu,
nhưng chưa chắc có thể vượt qua cửa ải tiếp theo. Chúng ta đi xem là được rồi. Tiên sinh yên tâm, tôi cũng không mơ tưởng lấy được cái gì. Bao nhiêu năm qua đi, hiện giờ tôi chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng, nếu không tôi sẽ canh cánh cả đời. Lục Tuyết Hy hiểu ý của Dương Bách Xuyên. Thần mộ viên không phải nơi bình thường, hiện tại tu vi của hai người không gánh nổi mối nguy hiểm này. Được, cô cẩn thận nhé, đi theo sau tôi. Nếu có gì bất thường thì chúng ta rút ra ngoài ngay lập tức. Chắc là tên biến thái Lữ Xuân Thu cũng ở trong đó. Dựa theo những gì Lữ Xuân Thu nói hôm đó thì ông ta cũng chỉ tìm thấy vị trí của thần mộ viên, chắc hẳn là Lăng Thủy Hoàng này, song không vào được thần mộ viên. Vì vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận, đừng gặp phải Lữ Xuân Thu, nếu không tên biến thái kia sẽ không tha cho chúng ta. Vâng, tiên sinh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Hai người vừa nói vừa đi vào trong thông đạo. Bậc thang đá xanh quanh co dẫn xuống dưới, không gian càng lúc càng tối, rất âm u tĩnh mịch, giống như con đường thông tới cửu u. Mặc dù không gian vô cùng tối nhưng không hề ảnh hưởng tới Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy. Hai người đều là người tu chân, có linh thức, trời tối cũng chẳng sao hết. Hai người men theo bậc thang đi xuống, đi khoảng hơn 10 phút thì hết bậc thang, một hang động rộng lớn xuất hiện trước mặt hai người, hay nói chính xác hơn là một hoàng thành dưới lòng đất. Phóng tầm mắt nhìn quanh thì thấy tất cả đều là khu kiến trúc cổ xưa, có cả tường thành. Lúc này hai người đã đi hết bậc thang, vị trí đang đứng là một khu đất cao có đường kính 9 mét. Bên ngoài khu đất cao là một con hào sâu vô tận, thành trì trong tầm mắt bị ngăn cách bởi con hào sâu thăm thẳm này. Khoảng cách giữa khu đất cao và thành trì khoảng 100 mét. Có nghĩa là Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy muốn vào thành thì phải vượt qua con hào rộng 100 mét này. Đối với người bình thường mà nói, con hào này chẳng khác gì rãnh trời. Nhưng với người tu chân thì đây chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể bay qua. Tuy nhiên, khi đứng ở rìa con hào, Dương Bách Xuyên lại lộ vẻ trầm tư. Anh cứ cảm thấy con hào trước mặt rất kỳ lạ. Sau khi Lục Tuyết Hy nhìn thấy thành trì phía đối diện, ánh mắt lập tức tràn đầy kích động. Cô ta định nhảy lên bay qua nhưng bị Dương Bách Xuyên ngăn cản, khoan đã, nơi này có điểm kỳ lạ. Chúng ta quan sát trước rồi tính tiếp, đừng để lật thuyền trong mương. Tiên sinh nhìn ra điều gì sao? Lục Tuyết Hy dừng lại, cất tiếng hỏi. Lúc này cô ta đã bình tĩnh lại. Nơi này là thần mộ viên, là hoàng lăng do thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng xây dựng kia mà. Ngoài ra còn có Lữ Xuân Thu với tu vi sâu không lường được đang ngấp nghé thần mộ viên. Bất kể là Tần Thủy Hoàng hay Lữ Xuân Thu đều không phải người đơn giản, cả hai đều là người tu chân, địa cung do người tu chân xây dựng sao có thể đơn giản chứ? Lục Tuyết Hy biết mình đã nóng vội. Dương Bách Xuyên nhìn vực sâu vô tận phía dưới, phóng linh thức xuống thăm dò thì bị ngăn cản. Mà nhìn bằng mắt thường thì không nhìn ra phía dưới sâu bao nhiêu. Vì vậy anh mới ngăn cản Lục Tuyết Hy. Nơi này ngăn cản linh thức, thật kỳ lạ. Chúng ta quan sát thêm một lát rồi tính tiếp. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên nhấc chân đạp vỡ một bậc thang, sau đó đá nó sang tòa thành phía đối diện. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy chỉ thấy khi tảng đá bị Dương Bách Xuyên đá sang bờ bên kia bay tới giữa con hào. Nó im hơi lặng tiếng tan biến. Hệt như biến thành thể khí, chớp mắt đã hóa thành bột phấn, cuối cùng bốc hơi. Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy chấn động cả người. Là, địa sát chi lực. Lục Tuyết Hy hét lên thất thanh. Tất nhiên Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được, địa sát chi lực không thuộc năng lượng ngũ hành, cùng cấp với lôi điện. Nhưng địa sát chi lực là năng lượng vô hình tồn tại ở sâu trong lòng đất, trí âm vô cùng. Cực kỳ bá đạo, không nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không cảm nhận được, nhưng lại là năng lượng đáng sợ nhất. Địa sát chi lực giống lôi điện chi lực, không phải đâu đâu cũng thấy, cực kỳ hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở một số nơi đặc biệt. Rõ ràng là khu vực con hào này có địa sát chi lực. Trước năng lượng này, nếu không có năng lượng mạnh tương đương hoặc là thực lực đủ mạnh thì không thể chống đỡ. Không thể qua được, Lục Tuyết Hy cười khổ. Chưa chắc. Dương Bách Xuyên nhìn vực sâu vô tận, cất giọng âm u nói. Lục Tuyết Hy nghe vậy bèn bảo, tiên sinh, hay là thôi vậy? Cho dù chúng ta qua được, ai biết bên trong hoàng thành dưới lòng đất này có gì? Chúng ta đã nhìn thấy nơi này rồi, chỉ bằng trở về, đợi sau này tu vi mạnh mẽ rồi hẳn đến khám phá. Không sao đâu,
Cô tiến vào không gian bình càn khôn, để tôi thử xem sao. Nếu không thành công thì dẹp đường về phủ là được, Dương Bách Xuyên trả lời. Lục Tuyết Hy biết tính cách của Dương Bách Xuyên nên không nói thêm gì nữa, sau đó bị anh thu vào trong bình càn khôn. Sau khi Lục Tuyết Hy tiến vào không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên đứng ở rìa khu đất cao cẩn thận quan sát vực sâu, muốn tìm ra quy luật hoạt động của địa sát chi lực. Năng lượng này sẽ không xuất hiện liên tục, nhất định là có quy luật nào đó. Nửa tiếng trôi qua, Dương Bách Xuyên thở dài. Anh đã dùng đá dò đường, nhưng lại phát hiện thấy chỗ nào cũng có địa xá chi khí, hơn nữa địa sát chi khí tồn tại mọi lúc mọi nơi, không có bất kỳ lỗ hổng nào. Dương Bách Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một cách, cũng là cách duy nhất. Nguyên thần xuất khiếu, dùng hai thần âm, Dương dò đường. Nguyên thần là hư thể mà địa sát chi lực là thực thể, hẳn là có thể thử nghiệm. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn muốn thử. Nếu không, sao anh có thể cam lòng? Dương Bách Xuyên không dám cố bay qua, hiện tại chỉ có thể thử nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần xuất khiếu của anh có một lợi thế mà người bình thường không có, đó là hai thần M Dương có thể xuất khiếu cùng lúc, hơn nữa còn có thể âm Dương hợp nhất, như vậy thì nguyên thần xuất khiếu mạnh vô cùng. Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng, sau đó thầm niệm trong lòng, dứt khoát gọi Lục Tuyết Hy ra ngoài, hộ pháp cho tôi dùng nguyên thần xuất khiếu cũng có thể qua được. Lục Tuyết Hy hơi lo lắng, còn chưa kịp nói gì đã thấy Dương Bách Xuyên cho nguyên thần xuất khiếu. Cô ta chỉ có thể nghiêm túc bảo vệ bên cạnh anh, hộ pháp cho anh. Hai đốm sáng một trắng một đen cùng bay ra từ đỉnh đầu Dương Bách Xuyên, lập tức hóa thành hai thần M Dương cao chín trượng, không thấy rõ mặt mũi. Chỉ có thể nhìn ra là hình người. Muốn thấy rõ mặt mũi của hai nguyên thần âm Dương thì phải đợi đến khi tu vi của Dương Bách Xuyên dần trở nên mạnh hơn mới được. Sau khi hai nguyên thần âm Dương xuất khiếu, Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng nói âm Dương hợp nhất. Nguyên thần âm Dương lập tức hợp làm một, hóa thành một nguyên thần cao chín trượng vàng lấp lánh. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, nguyên thần nhanh chóng thu nhỏ lại thành kích thước như người bình thường. Bấy giờ anh mới nhảy lên, nguyên thần bay sang bờ bên kia. Nguyên thần vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt, có thể bay ra ngoài dựa vào một ý nghĩ giống như linh thức. Nguyên thần như hóa thành một vệt sáng bay sang bờ bên kia. Khi nguyên thần bay đến giữa con hào, thật ra Dương Bách Xuyên cũng hơi run, bởi vì anh sợ địa sát chi lực công kích nguyên thần. Quả nhiên một khí tức lạnh lẽo ập tới. Dương Bách Xuyên chấn động, vội vàng vận chuyển lĩnh vực sức mạnh thần hồn. Ngay sau đó, một luồng gió lạnh thổi qua, nguyên thần của anh chỉ cảm thấy lạnh lẽo, ngoài ra không có gì khó chịu. Điều này chứng tỏ anh đoán không sai, địa sát chi lực chỉ đe dọa nghiêm trọng tới thân thể chứ không ảnh hưởng nhiều tới nguyên thần. Dương Bách Xuyên lập tức yên tâm. Sau khi vận chuyển sức mạnh thần hồn, anh nhanh chóng bay qua, chẳng mấy chốc đã đến cổng thành. Cổng thành cao 3 trượng, tại không gian như một hang động dưới lòng đất thế này, 3 trượng đã là cao lắm rồi. Đây là một không gian thực thể dưới lòng đất hình thành từ hang động tự nhiên, không phải một tiểu thế giới, lại càng không phải trận pháp không gian, mà là hang động thực thể chân chính. Có một tòa thành dưới lòng đất như vậy có thể nói là kỳ tích đẳng cấp thế giới. Nơi này ngăn cản linh thức nên không thể kiểm tra được rốt cuộc trong thành rộng nhường nào, chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thấy rõ. Dương Bách Xuyên đứng ở cổng thành nhìn ngó, cánh cổng đóng chặt, bên trên có một tấm bảng ghi 3 chữ thành Đại Tần. Cho thấy đây chính là vị trí lăng mộ thật sự mà Tần Thủy Hoàng xây dựng. Mà thần mộ viên trong miệng Lục Tuyết Hy chắc hẳn nằm trong tòa thành Đại Tần này. Việc Dương Bách Xuyên phải làm lúc này là vào thành tìm hiểu. Hiện tại anh đang ở trạng thái nguyên thần xuất khiếu nhưng vẫn có thực lực, hai thần M Dương hợp nhất, mạnh hơn tu sĩ cảnh giới xuất khiếu bình thường. Mặc dù không có thân thể nhưng không sao hết, ý thức chủ vốn là nguyên thần, tất nhiên là có ảnh hưởng nhất định tới thực lực. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên muốn tìm hiểu là chính, cho dù trong thành có linh thức thì anh cũng có thể tránh được. Dương Bách Xuyên nhìn cánh cổng nặng trịch màu đen, hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển sức mạnh thần hồn, vung tay về phía cánh cổng. Ầm ầm, cổng thành nặng trịch mở ra. Dương Bách Xuyên nhìn vào trong thì thấy trống rỗng không có gì hết. Anh thầm thở phào một hơi, sau đó bước vào thành Đại Tần. Nhưng biến cố đột ngột xảy ra vào lúc này. Ngay sau khi anh vào thành, gió lạnh nổi lên khắp nơi. Dương Bách Xuyên vô thức nhắm mắt lại, cùng lúc đó, hai bên trái phải vang lên âm thanh đều đặn. Cộp cộp cộp.
Khi Dương Bách Xuyên mở mắt ra, trái tim lập tức vọt lên cổ họng. Mẹ kiếp, xung quanh anh xuất hiện một đội quân mặc áo giáp, cầm trường kiếm. Đội quân này được vũ trang từ đầu đến chân, vì che mặt nên không nhìn thấy diện mạo. Quỷ tu, Dương Bách Xuyên lập tức nhận thấy khí tức phát ra từ trên người đội quân này là quỷ tu, giống với Ngô Mặc Thu. Điểm khác nhau là đội quân này không mạnh bằng Ngô Mặc Thu. Hơn nữa, anh có thể cảm nhận được bọn họ không có thân thể chân linh, tất cả đều là linh thể. Đa số có tu vi trúc cơ và kim đan, Dương Bách Xuyên thở phào. To gan, ngươi là ai? Trong lúc Dương Bách Xuyên ngây người, một tên tướng lĩnh trong đội quân này quát hỏi với thái độ trịch thượng. Con mẹ nó, chẳng phải là một đám quỷ tu ư, anh đây sao có thể bị các người dọa sợ? Dương Bách Xuyên nhỏ giọng phỏng đoán, anh chợt nảy ra một ý, thế là gần giọng nói, một quỷ tu nhỏ bé mà thôi, mẹ kiếp. Anh vừa nói vừa vung tay về phía tên tướng lĩnh kia, phóng ra sức mạnh thần hồn mạnh mẽ làm gã bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó xuất hiện một cảnh tượng mà Dương Bách Xuyên không ngờ tới. Anh cứ tưởng mình tung một đòn đánh bay gã tướng lĩnh kia sẽ có tác dụng giết gà dọa khỉ, nhưng ai dè bản thân lại chọc phải tổ ong vò vẽ. Gã tướng lĩnh kia đứng dậy, sắc mặt thay đổi, hô to, bày trận. Đi báo với tướng quân có địch vào thành. Đội quân quỷ tu ở xung quanh tức khắc rút trường kiếm ra khỏi vỏ, động tác chỉnh tề thuần thục vây quanh Dương Bách Xuyên tạo thành một trận pháp bao vây. Dương Bách Xuyên không biết đây là trận pháp gì mà trông có vẻ tùy tiện, nhưng anh cảm nhận được khí tức mạnh mẽ. Bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi, áp lực nặng nề bao trùm. Giết! Một tiếng hét ồm ồm vang lên. Tiếp đó là âm thanh rung trời vang lên theo. Giết! Dương Bách Xuyên cảm thấy như có thiên quân vạn mã đang la hét, đứng giữa vạn quân. Lúc này anh cũng trở nên nghiêm túc, không ngờ những quỷ tu nhỏ bé trong mắt anh lại có khí thế như vậy. Dương Bách Xuyên thoáng suy nghĩ, sau đó cười khổ, anh đã hiểu ra một điều. Có lẽ những quỷ tu xuất hiện ở thành Đại Tần này chính là binh tướng đi theo Thủy Hoàng Đế. Thiên cổ nhất đế trong lịch sử dù xây hoàng lăng cho mình cũng phải có tượng binh mã kỳ thích thế giới xuất hiện. Huống chi đây là lăng mộ chân chính của Thủy Hoàng Đế. Có điều chắc hẳn là ông chưa chết, chỉ vào thần mộ viên mà thôi. Tần Thủy Hoàng tiến vào thần mộ, cho dù ông chết hay chưa thì nơi này vẫn là lăng mộ. Đội quân này là những người ông để lại canh giữ hoàng lăng. Tất cả đều biến thành quỷ tu, số lượng rất lớn. Không biết sau khi giết đám binh tướng này, Tần Thủy Hoàng đã dùng biện pháp gì để biến bọn họ thành quỷ tu tiếp tục canh giữ hoàng lăng. Trong tiếng hô giết rung trời, Dương Bách Xuyên cảm nhận được uy áp bao phủ đất trời ập tới như núi. Đây là sức mạnh ngưng tụ khiến anh không dám lơ là. Hơn nữa, chớp mắt đã có từng thanh trường kiếm đâm về phía anh, nếu đâm chúng thì thần hồn của anh sẽ bị thương nặng. Hừ! Hổ không ra oai thì các người tưởng anh đây là mèo bệnh đúng không? Vừa vào thành đã bị đám quỷ tu tép siêu này bao vây tấn công, chẳng những Dương Bách Xuyên không sợ mà trái lại còn đánh trả quyết liệt hơn, trong lòng cũng bùng lên lửa giận. Anh lạnh lùng hừ mũi, tức giận hét lên, vạn tên cùng bắn. Một giây sau, toàn thân Dương Bách Xuyên lấp lánh ánh vàng, từng đốm sáng vàng hóa thành từng mũi tên thần hồn phóng ra. Tốt xấu gì anh cũng là cảnh giới xuất khiếu. Hơn nữa còn đang ở trong trạng thái hai thần M dương hợp nhất, tất nhiên là thần thông nguyên thần không yếu, sẽ không để cho đám quỷ tu này đến gần thể nguyên thần của anh. Từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Sau đó, bất kỳ binh tướng quỷ tu nào bị trúng mũi tên nguyên thần của Dương Bách Xuyên đều hóa thành khói đen trong tiếng kêu gào thảm thiết, cuối cùng biến mất trong trời đất. Những quỷ này vốn không có thực thể, mà là trạng thái linh thể, một khi bị giết thì thần hồn thật sự sẽ tan biến. Hoàn toàn bỏ mạng. Lần này có ít nhất 500-600 quỷ tu bao vây xung quanh bị mũi tên nguyên thần của Dương Bách Xuyên bắn chết. Bắn cung. Tiếng hét ồm ồm lại vang lên lần nữa. Dương Bách Xuyên biến sắc, không ngờ đối phương cũng có mũi tên. Vèo vèo vèo. Không biết rốt cuộc đám binh tướng quỷ tu này có bao nhiêu người, nhưng nói chung là đã có vài trăm tên bị bắn chết, vậy mà xung quanh vẫn lúc nhúc người. Hơn nữa. Lúc này từng mũi tên đen xì đang lao vụt về phía Dương Bách Xuyên. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Dương Bách Xuyên vừa mới dùng mũi tên nguyên thần bắn chết mấy trăm người phe đối phương, đảo mắt đối phương đã dùng mũi tên đáp trả lại anh. Cũng là mũi tên thần hồn. Nếu chúng tên Dương Bách Xuyên sẽ không mất mạng, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Mẹ kiếp, lũ khốn này không sợ chết à?
Dương Bách Xuyên bực rồi đó. Mặc dù anh không sợ, nhưng vẫn khó chịu khi bị đám binh tướng quỷ thu này quấn chân. Hừ, Dương Bách Xuyên đã bị chọc giận hoàn toàn. Anh cứ tưởng dễ đuổi đám quỷ thu này đi, nhưng bây giờ xem ra người ta không sợ chết. Đã vậy thì tôi giết sạch các người. Chỉ là quỷ thu thôi mà, đâu phải tồn tại bất tử, giết một người thì ít đi một người. Dương Bách Xuyên không tin mình không giết hết đám tép diêu này. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên thét dài một tiếng, sau đó toàn thân phát ra ánh sáng vàng, cơ thể thình lình biến to, cao tới 9 trượng. Cả đô thành được ánh sáng trên nguyên thần của Dương Bách Xuyên chiếu rọi. Mũi tên của binh tướng quỷ tu bắn tới Dương Bách Xuyên đều bị ánh sáng vàng trên người anh cản lại, vỡ vụn. Sau đó, Dương Bách Xuyên nói khẽ tách nguyên thần. Nguyên thần âm dương tách làm hai, một trái một phải cấp tốc xông tới đội quân binh tướng quỷ tu. Quả thật nguyên thần hợp nhất có uy lực cực lớn, nhưng đó là khi một chọi một. Mà lúc này anh đang đối phó với một đám binh tướng quỷ tu có thực lực yếu song số lượng khổng lồ, tách nguyên thần M dương ra chiến đấu mới là giải pháp tốt nhất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Hai thần âm dương của Dương Bách Xuyên tách ra, xông vào đội quân, hai tay khua khoáng. Mỗi lần ra tay đều một tay đánh bay một tên binh tướng quỷ tu, một tay bóp nát một người. Nguyên thần mạnh mẽ đối phó với đám quỷ tu mạnh nhất cũng chỉ có cấp bậc kim đan này chẳng khác gì sói vào bầy dê, là trận tàn sát nghiêng về một bên. Đột nhiên Dương Bách Xuyên cảm thấy dường như trong không khí có một luồng khí khiến âm thần vô cùng thoải mái. Anh bất giác há miệng ra nuốt chửng, tức thì cảm nhận được một luồng khí đi vào cơ thể âm thần, có ảo giác thần hồn thoải mái đến từng lỗ chân lông. Dương Bách Xuyên chợt nghĩ tới chuyện M thần thần du trong đêm có thể cắn nuốt năng lượng của sao thái âm. Có nghĩa là mọi năng lượng mang thuộc tính âm đều nằm trong diện bị M thần cắn nuốt, giúp tăng cường hồn lực của âm thần. Mà những quỷ này đều là năng lượng linh thể tinh khiết, đặc biệt là vô cùng thuần âm. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây, bất chợt nở nụ cười. Dù sao đối phương cũng là quỷ tu, kẻ muốn giết anh đều là địch. Vậy thì anh đây không khách sáo nữa, cắn nuốt các người tu luyện M thần trả sướng à? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu. M thần cao 9 trượng đột nhiên há miệng cắn nuốt binh tướng quỷ tu phía trước. Gừ. Dương Bách Xuyên nuốt một phát, mười mấy quỷ tu hóa thành luồng khí bị âm thần của anh cắn nuốt. Ngay sau đó, trên người âm thần lóe sáng. Thần hồn chủ thể của Dương Bách Xuyên đang ở trong Dương thần, tâm ý tương thông, lập tức cảm thấy hồn lực của M thần mạnh hơn nhiều. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng mừng rỡ. Anh bắt đầu chạy quanh càn quét. Chỉ trong thời gian 10 hơi thở ngắn ngủi, âm thần của Dương Bách Xuyên đã cắn nuốt hơn 1.000 binh tướng quỷ tu. Lúc này anh cảm thấy hồn lực của M thần đã đạt đến đẳng cấp mới. Lúc trước diện mạo của M thần chỉ là hư ảnh mơ hồ, mặc dù lúc này vẫn mờ nhạt nhưng đã có đường nét sơ sơ. Đây là biểu hiện trực quan nhất sau khi M thần mạnh lên. Cùng lúc đó, một tiếng hét dài vang lên đằng xa, hú. Dừng tay. Mặt Dương Bách Xuyên biến sắc. Anh nhận thấy đây là một nhân vật vượt trên tất cả binh tướng quỷ tu xung quanh. Hai thần âm dương lập tức hợp làm một, hóa thành hư ảnh nguyên thần vàng lấp lánh, quay đầu nhìn về phía xa. Sau tiếng hét dài kia, tất cả binh tướng quỷ tu đều dừng tấn công Dương Bách Xuyên, người nào người nấy đứng sang một bên nhưng vẫn bao vây anh. Chốc lát sau, một tia sáng bạc như sao băng bay từ đằng xa tới, đáp xuống giữa sân. Tham kiến nguyên soái. Tiếng hô rung trời vang lên. Bộp, vô số binh tướng xung quanh quỳ một chân xuống đất bái kiến người được gọi là nguyên soái. Dương Bách Xuyên thấy người này cũng mặc áo giáp, đội mũ giáp che mặt, có điều áo giáp trên người màu bạc. Trong lúc Dương Bách Xuyên quan sát hắn, hắn cũng nhìn sang. Ban đầu Dương Bách Xuyên còn tưởng phải đánh một trận, bởi vì người mặc áo giáp bạc này được tất cả tướng lĩnh quỷ tu gọi là nguyên soái, khí thức thần hồn đã đạt đến cảnh giới nguyên anh. Nhưng không ngờ sau khi vị nguyên soái này nhìn sang lại đột nhiên chắp tay hành lễ với Dương Bách Xuyên, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, đám thuộc hạ không biết điều đã mạo phạm ngài. Tiền bối muốn đi thiên môn xin cứ tự nhiên. Dương Bách Xuyên thấy lời nói của vị nguyên soái này rất thú vị, anh nở nụ cười nghiền ngẫm, còn ngươi lại là một người biết điều đó. Vãn bối phụ trách trấn thủ thành Đại Tần, không phải kẻ cứng nhắc. Trước tiền bối đã có mấy lượt người tới đây, quy tắc bị phá vỡ từ lâu rồi. Thà rằng để cho tiền bối đi qua để giảm thiểu thương vong. Nguyên soái chậm rãi cất lời, mạch suy nghĩ rất rõ ràng.
Dương Bách Xuyên trợn mắt, không thích cách gọi tiền bối của vị nguyên soái này. Nhưng anh biết từ xưa đến nay ở tu chân giới không phân chia cấp bậc lớn nhỏ bằng tuổi tác, mà coi thực lực là nhất, ai mạnh hơn thì xếp trước. Người ta gọi anh là tiền bối cũng bình thường thôi. Bảo người của người lui đi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Dương Bách Xuyên đảo mắt, nói với nguyên soái. Nguyên soái mặc áo giáp bạc vung tay lên, toàn bộ binh tướng quỷ tu đều rời đi như thủy triều, không còn tăm hơi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhìn nguyên soái và hỏi, trước đó ngươi nhắc đến thiên môn, là gì thế? Nguyên soái không lộ biểu cảm nhìn Dương Bách Xuyên, thiên môn là bí mật lớn nhất của thành Đại Tần. Chắc hẳn tiền bối đã biết thần mộ viên gì đó trong lời đồn, không ai biết thần mộ viên tồn tại bao lâu rồi. Thủy hoàng bệ hạ của Đại Tần ta xây dựng thành Đại Tần này để che giấu và bảo vệ thần mộ viên. Trong mấy nghìn năm qua chỉ có hai người từng đi vào trong. Hai người, Dương Bách Xuyên kinh ngạc, ngắt lời nguyên soái, hai người kia là ai? Người đầu tiên là Tần Hoàng bệ hạ, người thứ hai là Lữ Xuân Thu vào từ nửa tháng trước. Dương Bách Xuyên sửng sốt, anh cứ tưởng Lữ Xuân Thu không vào được, nào ngờ ông ấy đã vào thần mộ viên. Lẽ nào thần mộ viên đã xảy ra biến cố? Hay là Lữ Xuân Thu tìm được bí pháp gì rồi? Trước đây Lữ Xuân Thu tìm anh, nói là ông ấy đã đến thần mộ viên nhưng không vào được, cũng vì thế mà ông ấy đã tốn không biết bao nhiêu tinh lực. Bây giờ xem ra thần mộ viên có biến cố, Lữ Xuân Thu đã vào trong. Hoặc là Lữ Xuân Thu đã tìm được bí pháp bí quyết nào đó để vào trong. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết vào trong thần mộ viên bằng cách nào không? Dương Bách Xuyên tiếp tục hỏi nguyên soái. Vãn bối không biết. Đám vãn bối chỉ nhận lệnh phụ trách trấn giữ thành Đại Tần mà thôi, thậm chí khu vực thiên môn cũng là cấm địa của đám vãn bối. Hoàng đế có chỉ không cho phép chúng ta đến gần thiên môn trong vòng 9 thước. Nguyên soái trả lời. Dương Bách Xuyên gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, nếu có thể đi vào thì những người này sẽ không ở trong thành nữa, mà đã vào trong thần mộ viên từ lâu rồi. Được rồi, dẫn ta đến thiên môn. Dương Bách Xuyên nói thẳng. Việc này... Nguyên soái hơi do dự. Dương Bách Xuyên nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần dẫn ta đến đó là được. Dường như nguyên soái thở phào nhẹ nhõm, vãn bối tuân lệnh. Dứt lời hắn liền xoay người dẫn đường, Dương Bách Xuyên đi theo phía sau. Cả thành Đại Tần rất lớn, đường xá trong thành ngang dọc đan xen, không biết thiên môn mà nguyên soái nhắc tới ở chỗ nào. Dương Bách Xuyên cũng không vội, dù sao vị nguyên soái này cũng chỉ có cảnh giới nguyên anh. Nếu hắn thật sự dở trò thì anh có thể chế ngự ngay lập tức. Bầu không khí hơi ngột ngạt, Dương Bách Xuyên bèn tìm đề tài gợi chuyện, ngươi. Tên là gì? Kể ra thì anh rất tò mò về binh tướng quỷ tu của thành Đại Tần. Nếu đứng ở góc độ của người bình thường thì bọn họ đều là người Triều Tần, à không, là quỷ Triều Tần mới đúng. Vãn bối tên là Mông Điềm, nguyên soái trả lời. Mông Điềm, Dương Bách Xuyên há hốc miệng, anh học ngành lịch sử ở đại học. Há lại không biết vị danh tướng lịch sử Mông Điềm này. Hai anh em Mông Điềm và Mông Nghị một văn một võ, có công lớn trong việc Đại Tần thống nhất 6 nước chư hầu, có danh hiệu là dũng sĩ số 1 Trung Hoa. Hắn từng chỉ huy 300.000 đại quân chinh chiến Hung Nô, thu phục Hà Sáo. Hồi đi học Dương Bách Xuyên cực kỳ sùng bái Mông Điềm. Trong lịch sử, hai anh em Mông Điềm, Mông Nghị bị Hồ Hợi và Triệu Cao hại chết, Mông Điềm uống thuốc độc tự sát. Bây giờ xem ra Thủy Hoàng đế có thể tiến vào thần mộ viên, vậy thì cái chết của vị này chưa chắc là thật. Nhưng dù sao người này cũng chết rồi, bây giờ là quỷ tu, dù đã trở thành quỷ tu nhưng vẫn là tướng lĩnh thống quân. Dương Bách Xuyên tỉnh táo lại, hỏi tiếp, ngươi là Mông Điềm trong lịch sử Đại Tần sao? Đúng là vãn bối, nguyên soái, hay nói đúng ra là Mông Điềm đáp. Dương Bách Xuyên hơi kích động, mỗi người đam mê lịch sử đều có một hoặc nhiều thần tượng lịch sử. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, vị tướng quân Đại Tần Mông Điềm này là một trong những thần tượng của anh. Ôi thần tượng, tên họ Dương nào đó lẩm bẩm trong lòng, lát nữa mình có nên tìm ông ấy xin chữ ký không nhỉ? Trong khi hai người đang nói chuyện, Mông Điềm bỗng dừng lại, tiền bối, phía trước chính là thiên môn. Dương Bách Xuyên đang nghĩ tới chuyện xin chữ ký nên không chú ý phía trước. Lúc này anh ngẩng đầu lên. Quả nhiên nhìn thấy cách mấy trăm mét xuất hiện một sơn môn cao hơn 10 trượng được xây trên núi. Sơn môn rộng khoảng hơn 30 mét, bên trên ghi hai chữ thiên môn, cánh cửa làm bằng đá xanh. Mông Điềm dừng bước, rõ ràng là hắn không dám đi về phía trước.
Dương Bách Xuyên cũng không làm khó thần tượng của mình, mỉm cười cất lời, ta là Dương Bách Xuyên, ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa, tính ra thì ngươi là cấp bậc tổ tiên cơ. Ta tự vào xem là được, ngươi có thể đáp ứng một yêu cầu của ta hay không? Mời tiền bối nói. Dễ nhận thấy Mông Điềm không quen với thái độ quay ngoắt 180 độ của Dương Bách Xuyên. Hi hi, đừng căng thẳng, yêu cầu của ta không làm khó ngươi đâu. Ngươi ký tên cho ta nhé, lúc ra ngoài ta sẽ mang đi. Tên họ Dương nào đó nghĩ rằng đằng nào mình cũng gặp thần tượng lịch sử thì cứ hoàn thành ước mơ đi. Đây chẳng phải là giấc mộng Trung Hoa mà toàn Trung Quốc đang đi trên con đường phục hưng quật khởi sao? Mỗi con dân Trung Quốc đều đang theo đuổi giấc mộng, và anh cũng muốn đu theo trào lưu. Giấc mộng Trung Hoa, tên một trò chơi của hãng Sina. Tuy nhiên, giấc mộng của anh đặc biệt hơn người bình thường. Không biết tiền bối nói ký tên là thế nào? Rõ ràng là Mông Điềm không hiểu Dương Bách Xuyên nói gì, bèn hỏi thẳng. Dương Bách Xuyên thầm đổ mồ hôi trong lòng. Anh quên mất Mông Điềm là người cổ đại, chưa nghe thấy từ ký tên bao giờ, lại càng không biết mấy chuyện thần tượng, đu idol. Tức là viết vài chữ, sao cũng được. Dương Bách Xuyên thuận miệng giải thích. Mông Điềm ngẩn ra giây lát rồi nói, vãn bối biết rồi. Được rồi, cứ như vậy nhé. Ta vào trong xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Dứt lời Dương Bách Xuyên lập tức đi thẳng về phía trước. Nhưng anh vừa mới di chuyển đã nghe thấy Mông Điềm hô tiền bối dừng chân. Sao vậy? Dương Bách Xuyên nhìn hắn. Vãn bối muốn nhắc nhở tiền bối một chút, mặc dù vãn bối chưa vào trong thiên môn bao giờ, nhưng vãn bối biết Thủy Hoàng Bệ Hạ đã để lại 12 kim cang bên trong thiên môn, cực kỳ nguy hiểm. Mông Điềm nhắc nhở. Cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn, Dương Bách Xuyên bước ra một bước đã đến trước thiên môn. Cho dù Mông Điềm không nhắc nhở, anh cũng biết nơi này không đơn giản. Tuy nhiên, anh vẫn ghi nhớ lời nhắc nhở này, thầm nghĩ trước khi rời đi sẽ để lại cho vị thần tượng lịch sử này ít đồ. Dương Bách Xuyên không biết 12 kim cang mà Mông Điềm nhắc tới là thứ gì, nhưng nghe hắn nói là Tần Thủy Hoàng để lại thì anh cũng có một số phỏng đoán. Ở một nơi khác, Mông Điềm nhìn theo Dương Bách Xuyên đi xa, một tên binh tướng xuất hiện bên cạnh nói với hắn, Nguyên soái. Tại sao ngài lại nhắc nhở hắn chuyện 12 kim cang? Để cho hắn chết ở bên trong chẳng phải tốt hơn sao? Mông Điềm nhìn thiên môn, giọng nói xa xăm, những người đến được nơi này, có ai là hạng tầm thường đâu. Mặc dù khí tức tu vi của người này không mạnh bằng lão già Lữ Bất Phi Lữ Xuân Thu, nhưng không phải người mà chúng ta có thể chống lại, nhắc nhở một câu chính là ân tình. Nếu hắn chết ở bên trong thì tốt, nhưng nếu không chết thì sao? Một khi ra ngoài, hắn sẽ trút giận lên đầu chúng ta. Tuy chúng ta có mấy vạn quỷ binh, nhưng dưới sự cắn nuốt của em mờ thần, chúng ta sẽ trở thành năng lượng tăng cường thần hồn cho hắn. Nguyên soái anh minh, binh tướng khom lưng. Cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai Dương Bách Xuyên không sót một chữ. Hiện tại anh đang ở trạng thái nguyên thần xuất khiếu, cảm quan cực kỳ nhạy bén. Anh vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy câu nói của Mông Điềm, không ngờ Lữ Xuân Thu lại là Lữ Bất Phi. Đúng là không ngờ tới. Nhưng cũng không bất ngờ cho lắm. Căn cứ theo cuộc nói chuyện với Lữ Xuân Thu, đa số những người đến từ tu chân giới có tu vi mạnh mẽ, biến thành bất cứ nhân vật nào ở Trung Quốc cũng không có gì bất ngờ. Dương Bách Xuyên lắc đầu, không để ý tới cuộc nói chuyện giữa Mông Điềm và binh tướng nữa, dứt khoát đứng trước thiên môn. Anh cảm nhận một chút, thiên môn này không có gì bất thường, chắc là một cánh cửa bình thường, thần mộ viên chân chính ở bên trong. Anh vận chuyển sức mạnh thần hồn rồi vung tay đánh vào cánh cửa bằng đá xanh. Cửa lớn mở ra. Vù vù vù. Một giây sau, gió lạnh phả vào mặt, động tĩnh rất lớn. Dương Bách Xuyên tập trung nhìn về phía trước thì thấy bên trong tối tăm mù mịt, ai không biết còn tưởng đã đến địa ngục. Một cơn gió lạ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Bên trong rất tối, nhưng không phải đen ngòm, Dương Bách Xuyên loáng thoáng trông thấy hình như là sơn cốc. Sau đó anh hít sâu một hơi rồi đi vào trong, cửa mở rồi, không có lý gì lại lùi bước. Trong hoàn cảnh tối tăm mù mịt, sau khi đi vào anh mới phát hiện ra không phải ngọn núi gì hết, mà là một đại sảnh thiên nhiên rộng lớn có diện tích khoảng 500-600 mét vuông. Dương Bách Xuyên đi thẳng về phía trước, một tấm bia đá to xuất hiện trong tầm mắt. Bia đá cao khoảng 9 trượng, rộng khoảng 3 trượng, giống như một bức tường dựng trong đại sảnh. Điểm đặc biệt nhất là trên tấm bia đá này có từng ký hiệu màu vàng đang lóe sáng. Dương Bách Xuyên không kìm được bước nhanh hơn,
Đến khi cách bia đá 10 mét, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy toàn bộ tấm bia đá. Trong lòng anh cực kỳ chấn động. Nhìn từ xa tấm bia đá to này giống hệt bia mộ. Trên tấm bia đá có ba chữ cực to. Rõ ràng là Dương Bách Xuyên không biết ba chữ này, nhưng khi nhìn chúng anh lại hiểu được. Nghĩa của ba chữ to viết trên bia đá là thần mộ viên. Dương Bách Xuyên nhìn tấm bia đá to, hay nói chính xác hơn là bia mộ, anh đoán đây mới là cánh cửa thật sự dẫn vào thần mộ viên. Khi Dương Bách Xuyên định xem các chữ nhỏ trên bia đá, một biến cố bất ngờ xảy ra. Anh cảm thấy sau lưng có một luồng gió mạnh ập tới, tức thì biến mất tại chỗ để né tránh. Cả đại sảnh chấn động. Thoát cái Dương Bách Xuyên đã trông thấy phía sau xuất hiện một tượng người kim loại cao ba trượng, mặt mày dữ tợn. Dương Bách Xuyên sợ hết hồn. Con mẹ nó, tượng người kim loại lớn như vậy xuất hiện sau lưng mà không phát ra tiếng động, hơn nữa anh không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Gặp ma à? Đúng lúc này, hai mắt Dương Bách Xuyên đột nhiên co rụt lại, anh phát hiện thấy xung quanh lại xuất hiện tượng người kim loại. Anh nhìn quanh một lượt, tròn 12 người. Anh nhớ đến 12 kim cang mà Thủy Hoàng Đế để lại trong lời nhắc nhở của Mông Điềm, rồi lại nghĩ tới 12 kim nhân được ghi chép trong lịch sử. 12 kim nhân hay còn gọi là 12 tượng đồng. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước chư hầu, để đề phòng người dân phản kháng, ông đã thu toàn bộ vũ khí trong thiên hạ đúc thành 12 bức tượng đồng lớn. Tục truyền Tần Thủy Hoàng thu gom toàn bộ kim loại khắp thiên hạ nhằm ngăn ngừa kim loại lưu thông, đúc ra 12 tượng đồng. Cũng có tin đồn Tần Thủy Hoàng dùng 9 đỉnh lớn đúc 12 tượng đồng để trấn áp vận mệnh thiên hạ. Trong cuốn sử ký Tần Thủy Hoàng bản ký viết, năm Tần Thủy Hoàng thứ 26, ông thu thập binh khí trong thiên hạ, đúc thành 12 bức tượng đồng, mỗi bức tượng nặng 1000 thạch, cao 3 trượng, đặt ở cung A Phòng. Dương Bách Xuyên đọc sách thấy có rất nhiều ghi chép và truyền thuyết về 12 tượng đồng. Triều Tần diệt vong, có nhiều giả thuyết về tung tích của 12 tượng đồng. Sau khi Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đánh chiếm Tần Đô Hàm Dương, ông từng đốt cung A Phòng, đốt luôn cả 12 tượng đồng tượng trưng cho vương triều nhà Tần. Còn có một số học giả chỉ ra rằng 12 tượng đồng đã bị phá hủy trong tay Đổng Trác. Cuối thời Đông Hán, Đổng Trác dẫn binh tấn công Trường An, tiêu hủy 10 bức tượng trong số 12 tượng đồng, đúc thành tiền đồng. Hai bức tượng còn lại bị ông ra lệnh chuyển đến Thanh Môn thành Trường An. Có lời đồn về hai bức tượng còn lại. Sau khi Phù Kiên nước Tiền Tần thống nhất phương Bắc, ông đã ra lệnh mang hai tượng đồng về thành Trường An tiêu hủy. Đến lúc này, toàn bộ 12 tượng đồng mà Thủy Hoàng Đế đúc ra đều bị tiêu hủy. Đương nhiên còn có tin đồn 12 tượng đồng không bị tiêu hủy, mà bị một số gia tộc thế phiệt cất giấu. Cũng có người nói 12 tượng đồng đã trở thành vật bồi táng của Tần nhị thế Hổ Hợi. Tóm lại là không có biết mục đích vị thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Đế này đúc 12 tượng đồng, tất cả chỉ là tin đồn. Tần Thủy Hoàng để lại rất nhiều bí ẩn cho lịch sử, để lại câu đố kỳ lạ cho thế giới, 12 tượng đồng chỉ là một trong số đó. Mà hiện tại, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy 12 tượng đồng xung quanh, anh lập tức liên tưởng tới 12 tượng đồng mà Thủy Hoàng Đế đúc ra rất có thể là 12 tượng đồng trước mặt. Xong, khi dùng sức mạnh thần hồn quan sát 12 bức tượng đồng, Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động. Mặc dù tượng đồng không có bất kỳ khí tức gì, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn thấy một số ký tự huyền ảo trên ngực 12 tượng đồng. Hơn nữa những ký tự này rất quen thuộc, giống hệt ký tự trên người con rối đen trắng của anh. 12 tượng đồng có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện chứng tỏ chúng có thực lực, nhưng lại không có khí tức, điều này chỉ có thể nói lên 12 tượng đồng này là con rối. Bây giờ xem ra Thủy Hoàng Đế đúc tượng đồng không phải mấy lời đồn đãi. Thu binh khí khắp thiên hạ, trấn áp vận mệnh gì đó. Đều không phải là chân tướng. Luyện chế con rối mới là chân tướng thật sự. Theo lời Lục Tuyết Hy thì Thủy Hoàng Đế là người tu chân đến từ Sơn Hải Giới, ông có thể luyện chế con rối cũng chẳng có gì lạ. 12 con rối tượng đồng. Dương Bách Xuyên nhìn trái ngó phải, bỗng dưng muốn cười. Anh lẩm bẩm một mình, hoa văn tứ chuyển, tương đương với con rối cấp bậc nguyên anh. Anh đây nhận món quà này nhé, he he. Trong mắt Dương Bách Xuyên, những con rối này kém xa hai con rối đen trắng của anh. Con rối đen trắng là con rối cao cấp có thể tăng thực lực theo tu vi của anh đó. Đương nhiên chỉ cần cung cấp năng lượng là có thể theo kịp. Mượn câu nói của sư phụ, hai con rối đen trắng có thể đi cùng anh đến đại thừa. Mà 12 con rối tượng đồng trước mặt thấp hơn con rối đen trắng một bậc, thực lực không thể tăng lên,
chỉ có thể là cấp bậc Nguyên Anh. Dương Bách Xuyên đã có hai con rối đen trắng cao cấp, tất nhiên anh am hiểu cấu tạo của con rối hơn người khác, vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra trình độ của 12 con rối tượng đồng. Trong mắt anh, 12 con rối tượng đồng có cấp bậc Nguyên Anh không thể tăng thực lực, tuy cấp bậc không cao bằng con rối đen trắng song vẫn có ưu điểm. Thứ nhất là đẳng cấp thực lực đồng đều, thứ hai là chất liệu luyện chế 12 tượng đồng rất tốt. Dương Bách Xuyên nhìn ra tất cả đều là luyện kim, nếu có phương pháp luyện chế con rối cao cấp thì có thể luyện chế lại thành con rối cao cấp. Điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, 12 con rối tượng đồng có thể lập trận pháp giết địch, đến lúc đó uy lực không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Vì thế, Dương Bách Xuyên đã nở nụ cười sau nỗi hoảng sợ ban đầu khi nhìn thấy 12 con rối tượng đồng. Anh cho rằng đây là món quà Thủy Hoàng Đế tặng mình. Anh thầm nghĩ nếu như thu lấy 12 con rối tượng đồng này, tương lai luyện chế thành con rối cao cấp, lập trận pháp thập nhị đô thiên, thì đây sẽ là một vũ khí lợi hại, trong tay anh lại có thêm một vũ khí tuyệt chiêu. Có lẽ đối với người khác mà nói, đối phó với 12 con rối tượng đồng kết hợp tấn công là một chuyện nhức đầu. Nhưng với Dương Bách Xuyên thì chẳng có gì khó. Đành chịu thôi, tên họ Dương nào đó có tới 2 con rối cao cấp. Anh nắm rõ nhược điểm của con rối và biết cách hàng phục con rối mà không cần tốn nhiều sức lực. Hi hi, đồ dâng đến tận tay, ngu gì không nhận. Dương Bách Xuyên bật cười tự nói một mình, thấy 12 con rối tượng đồng xông về phía mình, anh không hề sợ hãi. Cho dù hiện tại anh đang ở trạng thái nguyên thần xuất khiếu, thực lực không mạnh bằng lúc có thân thể, nhưng anh không sợ chút nào. Tốt xấu gì cũng là hai thần M Dương hợp nhất thành nguyên thần mạnh mẽ. Dùng nguyên thần đối phó với 12 con rối tượng đồng trước mặt càng có lợi thế hơn. Ngoài ra anh còn biết điểm yếu của 12 con rối tượng đồng này. Không có gì to tát. Thoáng cái Dương Bách Xuyên đã bị 12 con rối tượng đồng bao vây vào giữa vòng tròn có đường kính 3 mét. Lúc này 12 con rối đồng loạt ra tay, đột ngột vung nắm đấm nện xuống Dương Bách Xuyên. Nếu đánh trúng nguyên thần của Dương Bách Xuyên thì nguyên thần nát bươm là cái chắc. Nhưng Dương Bách Xuyên không hề hoảng loạn, anh khẽ thốt ra một chữ, hóa. Sau khi nói xong, nguyên thần của Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng vàng. Khi 12 con rối tượng đồng đánh tới, nguyên thần hóa thành một vệt sáng vàng, sau đó thuận thế chui vào trong ngực một con rối. Ngực là vị trí quan trọng của con rối, là nơi khắc ấn ký trận pháp, chỉ cần biết trận pháp con rối là có thể tiến vào bộ phận cốt lõi của nó. Mà trận pháp con rối, khắc chữ. Sư phụ Vân Thiên Tà đã truyền dạy cho Dương Bách Xuyên sau khi anh thu phục được con rối đen trắng. Dương Bách Xuyên cũng từng xâm nhập nghiên cứu hai con rối đen trắng, thần thức tiến vào trong chữ khắc trận pháp trên người con rối đen trắng, có thể nhìn rõ mọi thứ. Vì vậy, anh liếc mắt một cái là có thể tìm ra vị trí trung tâm trận pháp. Nguyên thần hóa thành một đốm sáng vàng chui vào trong trung tâm trận pháp của một con rối tượng đồng. Chỉ cần tiến vào xóa ấn ký thần hồn mà chủ nhân của con rối tượng đồng để lại, Dương Bách Xuyên có thể thu phục và khống chế con rối tượng đồng. Mà con rối tượng đồng là Thủy Hoàng Đế lại, chắc chắn ông là chủ nhân của chúng. Dương Bách Xuyên không biết Thủy Hoàng Đế mạnh cỡ nào, nhưng có một điểm rất rõ ràng, đó là hành động và thực lực của 12 con rối tượng đồng giống hệt nhau chứng tỏ cùng một người điều khiển. Điều khiển 12 tượng đồng cùng lúc tức là phải chia ra 12 ấn ký thần hồn. Sau khi chia tách, ấn ký thần hồn chắc chắn không mạnh lắm. Hơn nữa, trên ngực 12 con rối tượng đồng khắc 4 ấn ký, cấp bậc Nguyên Anh, có nghĩa là ấn ký thần hồn trong cơ thể con rối tượng đồng mà Thủy Hoàng Đế để lại cùng lắm cũng chỉ có cấp bậc Nguyên Anh. Mà Dương Bách Xuyên là thần hồn cảnh giới xuất khiếu, chẳng lẽ lại sợ thần hồn cấp bậc Nguyên Anh? Tất nhiên đáp án là không. Vì vậy Dương Bách Xuyên dứt khoát xông vào trung tâm trận pháp của con rối tượng đồng không chút do dự. Chỉ cần tiến vào xóa ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế là có thể thu phục con rối tượng đồng. Sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào trung tâm trận pháp của con rối tượng đồng, một tiếng hử lạnh vang lên bên tai, to gan. Bên trong là một thế giới ngập tràn ánh sáng vàng, có hơi chói mắt. Dương Bách Xuyên không hề hoảng loạn, anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Anh cảm nhận được một luồng khí tức chí dương chí cường ập tới, lập tức hét to, Dương thần cắn nuốt. Trong lúc huy động Dương thần cắn nuốt, cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cũng thích nghi với ánh sáng. Anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đội vương miện, mặc long bào màu đen thêu chỉ vàng xông tới tấn công anh. Người đội vương miện, mặc long bào còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế.
nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, đây cũng chỉ là một ấn ký thần hồn mà thôi. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, ấn ký thần hồn này chỉ có cấp bậc nguyên anh. Anh vẫn chưa đến mức bị dọa sợ. Lúc này Dương Bách Xuyên đang ở trạng thái hai thần âm dương hợp nhất, dương thần ra chiêu cắn nuốt. Dương thần xuất khiếu có thể nuốt nhả mặt trời. Trái ngược với âm thần, dương thần có thể cắn nuốt năng lượng chí dương trên thế gian. Ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế tràn đầy dương cương, nhưng chí dương thì cũng là thần hồn của con người, có thể mạnh hơn năng lượng của mặt trời chắc. Và lại, một bên là cấp bậc nguyên anh, một bên là cấp bậc xuất khiếu, khoảng cách giữa hai bên không nhỏ chút nào. Nếu 12 phần ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế hợp nhất, có lẽ Dương Bách Xuyên còn e sợ. Nhưng ấn ký thần hồn chia tách làm 12 phần thì anh chẳng sợ gì hết. Tiếng quát to gan trái lại còn khiến tên họ Dương nào đó phì cười. Ha ha, một ấn ký thần hồn cấp bậc nguyên anh mà thôi, cho dù ngươi là Thủy Hoàng Đế, anh đây cũng chẳng sợ ngươi. Dương Bách Xuyên thầm cười trong lòng, Dương thần há miệng phát ra một luồng sức mạnh cắn nuốt to lớn nhắm tới ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế. Khốn kiếp, á! Thủy Hoàng Đế còn chưa mắng xong đã bị tên họ Dương nào đó nuốt chửng. Thế giới ngập tràn ánh sáng vàng, hay nói chính xác hơn là trung tâm trận pháp của con rối tượng đồng rơi vào bóng tối. Dương Bách Xuyên thành công xóa bỏ ấn ký thần hồn mà Thủy Hoàng Đế để lại trong cơ thể con rối tượng đồng. Chấm chấm chấm. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên ra khỏi trung tâm trận pháp của con rối tượng đồng thứ nhất, tiến vào con rối tượng đồng thứ hai. Quả nhân phải chu di cửu tộc nhà ngươi. Trong con rối tượng đồng thứ hai, thần hồn của Thủy Hoàng Đế vô cùng tức giận. Hừ, đáp lại ông ta là tiếng hừ lạnh của Dương Bách Xuyên, sau đó trắng trợn cắn nuốt. Con rối tượng đồng thứ ba. Quả nhân phải, á, ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế còn chưa nói xong lời đe dọa đã bị thần hồn của Dương Bách Xuyên cắn nuốt. Con rối tượng đồng thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho đến thứ 12. Dương thần của Dương Bách Xuyên đã hơi no, tốc độ chậm lại. Lần này Thủy Hoàng Đế không mắng chửi cũng không phản kháng, mà nhìn thẳng vào Dương Bách Xuyên, uể oải hỏi, ngươi là ai? Dương Bách Xuyên cười khanh khách, rốt cuộc Thủy Hoàng bệ hạ cũng nói tiếng người, ta là Dương Bách Xuyên. Láo xược, sao Thủy Hoàng Đế lại không hiểu câu nói tiếng người của Dương Bách Xuyên có ý mắng chửi kia chứ, ông ta lập tức nổi giận. Đừng làm nhảm nữa, con mẹ nó, ngươi còn dài dòng thì ta nuốt ngươi ngay và luôn đó. Dương Bách Xuyên cho rằng người trước mặt không phải Thủy Hoàng Đế thật sự mà chỉ là một sợi ấn ký thần hồn, không có gì phải sợ hết, thế nên anh bật lại luôn. Ngươi, ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế bị Dương Bách Xuyên chọc tức. Sau đó, ông ta lại hỏi, kẻ nào sai ngươi tới? Dương Bách Xuyên chợt nhớ ra Lục Tuyết Hy từng nói Thủy Hoàng Đế đến trái đất tìm thần mộ viên thật ra là do mấy thế lực lớn ở Sơn Hải giới sai tới. Có điều Thủy Hoàng Đế là người có dã tâm, sau khi tìm được thần mộ viên, ông không muốn chia sẻ với thế lực phía sau, vì vậy hai bên nảy sinh mâu thuẫn, hoặc là trong đó có bí mật người khác không biết. Nghe thấy ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế hỏi vậy, Dương Bách Xuyên cố ý nói, ai sai ta tới đây rất quan trọng sao? Anh hỏi ngược lại như vậy khiến thần hồn của Thủy Hoàng Đế sửng sốt, sau đó nhìn anh, nhóc con, quả nhân nói cho ngươi biết thần mộ viên không phải nơi ngươi có thể động vào. Quả nhân khuyên ngươi trở về cho sớm kẻo mất mạng, đám người kia chỉ coi ngươi là một quân cờ mà thôi. Quả nhân dốc lòng bán mạng tìm kiếm thần mộ viên cho bọn họ, kết quả thế nào? Kết quả là bọn họ muốn giết quả nhân diệt khẩu, hạng tiểu nhân vô tình vô nghĩa như vậy. Sao quả nhân có thể nói cho bọn họ biết cách vào thần mộ viên? Bao nhiêu năm rồi bọn họ vẫn chưa hết hy vọng. Vậy thì sao chứ? Bọn họ vẫn chưa bước vào thần mộ viên không phải sao? Quả nhân muốn bọn họ trơ mắt nhìn thần mộ viên mà không vào được. Ha ha ha. Nói đến cuối câu, ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế bật cười ha ha. Nhưng Dương Bách Xuyên lại trợn mắt, nói thẳng một câu làm Thủy Hoàng Đế suýt sặc chết. Ha ha, không có ai vào á. Sao ta lại nghe nói Lữ Xuân Thu đã vào trong thần mộ viên? À phải rồi, nên gọi Lữ Xuân Thu là Lữ Bất Vi mới đúng chứ. Dương Bách Xuyên cất giọng âm u nói. Lúc trước hồn ngọa nghiêu lỡ lời, nói là Lữ Xuân Thu đã vào trong thần mộ viên.
Ngoài ra, trong cuộc nói chuyện của Mông Điềm và binh tướng cũng nhắc đến việc Lữ Xuân Thu đã tiến vào thần mộ viên. Sau khi Dương Bách Xuyên vào thiên môn, anh không nhìn thấy Lữ Xuân Thu, chứng tỏ ông ấy đã vào bên trong thần mộ viên. Thủy Hoàng đế nói không có ai vào trong, nhưng Lữ Xuân Thu đã vào rồi, đúng là vả mặt mà. Hích, ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng đế đột nhiên dừng lại vì bị Dương Bách Xuyên bóc trần. Sau đó, ông ta giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tặc Lữ Bất Vi đã vào trong thì sao nào? Sớm muộn gì quả nhân cũng chém lão thành trăm mảnh. Và lại Lữ Bất Vi không thuộc thế lực của đám người kia, tiến vào thần mộ viên thì sao nào? Nhóc con à, quả nhân cảm nhận được trên người ngươi không có khí tức của Sơn Hải giới, lẽ nào ngươi cũng là đệ tử của Lữ lão tặc? Khi nói đến đây, khí tức giận dữ trên người ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng đế đột nhiên biến mất. Lần này đến lượt Dương Bách Xuyên ngơ ngác, nghe có vẻ như Thủy Hoàng đế hiểu lầm anh là đệ tử của Lữ Xuân Thu tức Lữ Bất Vi. Hơn nữa, điểm quan trọng là Thủy Hoàng đế dùng câu ngươi cũng là đệ tử của Lữ lão tặc. Lẽ nào giữa Thủy Hoàng đế và Lữ Xuân Thu có quan hệ sư đồ? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy không phải là không có khả năng. Trong lịch sử, giữa Tần Thủy Hoàng và Lữ Bất Vi có quá nhiều chuyện không thể nói. Trong sử ký viết thừa tướng Đại Tần Lữ Bất Vi vốn là phú thương người Bộc Dương, Hà Nam. Nhưng ông không thỏa mãn với cuộc sống gia tài bạc vạn. Dã tâm bừng bừng, thèm muốn vương quyền. Vì vậy, Lữ Bất Vi gói hành lý đến Hàm Đan kinh đô của nước Triệu, dày công tính kế cho cháu trai của Tần Vương đang làm con tin ở nước Triệu là dị nhân làm con nuôi của Hoa Dương phu nhân đang được vua yêu nhất. Về sau dị nhân được lập làm thái tử, đổi tên thành Tử Sở. Quốc sự nước Tần thay đổi, Tần Chiêu Vương và Hiếu Văn Vương lần lượt qua đời, Tử Sở leo lên ngai vàng nước Tần. Lữ Bất Vi được phong làm thừa tướng Đại Tần. Quyền lực khuynh đảo triều đình. Sau đó, để củng cố quyền thế địa vị của mình, Lữ Bất Vi dâng người thiếp Triệu Cơ của mình cho Tử Sở, sinh ra Doanh chính thức là Thủy Hoàng đế. Triệu Cơ được phong làm hoàng hậu. Có giả sử ghi lại Doanh chính đăng cơ, Lữ Bất Vi cho rằng Doanh chính là con của mình, yêu cầu Doanh chính gọi ông là trọng phụ, mục đích là lấy quyền quản lý quân chính toàn quốc, trở thành kẻ dưới một người trên vạn người, quyền lực khuynh đảo triều chính, một tay che trời. Tóm lại là có rất nhiều lời đồn liên quan đến mối quan hệ giữa Lữ Bất Vi và Tần Thủy Hoàng. Hai người có phải ba con hay không không quan trọng, nhưng chắc chắn bọn họ có quan hệ mật thiết. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Dương Bách Xuyên đoán khả năng cao là giữa Lữ Bất Vi và Hoàng đế có quan hệ sư đồ. Từ cuộc nói chuyện giữa anh và Lữ Xuân Thu, Lữ Bất Vi có thể suy đoán Lữ Xuân Thu không phải người đến từ Sơn Hải giới, mà đến từ tu chân giới rộng lớn hơn. Về phần Thủy Hoàng đế, dựa theo cách nói của Lục Tuyết Hy thì ông đến từ Sơn Hải giới, cấp bậc thấp hơn Lữ Xuân Thu không chỉ một bậc. Lữ Xuân Thu, Lữ Bất Vi có tu vi cao thâm, nhận Thủy Hoàng đế làm đệ tử là chuyện hoàn toàn có khả năng. Bởi vì hai người có chung mục đích, đều muốn tìm thần mộ viên, cho nên bắt tay với nhau. Thủy Hoàng đế có năng lực quản lý đất nước, Lữ Bất Vi hỗ trợ, thống nhất Trung Quốc, huy động lực lượng một nước để tìm kiếm thần mộ viên. Mà phía sau Thủy Hoàng đế có thế lực của Sơn Hải giới, rất có thể là Lữ Xuân Thu, Lữ Bất Vi đã dùng thủ đoạn nào đó khiến Thủy Hoàng đế phản bội thế lực này. Lữ Xuân Thu không muốn người khác động đến thần mộ viên, Dương Bách Xuyên đã nhìn ra điều này từ buổi gặp mặt ông ấy lần trước. Sau khi tìm thấy thần mộ viên, rất có thể là Lữ Xuân Thu muốn đá Thủy Hoàng đế sang một bên nhưng bị Thủy Hoàng đế phát hiện, sư đồ bất hòa. Do đó, khi Thủy Hoàng đế nghe thấy Dương Bách Xuyên nhắc đến Lã Bất Vi, ông ta mới giận nghiến răng như thế. Những suy đoán này có cơ sở thành lập. Thủy Hoàng đế được lịch sử Trung Quốc tôn vinh là thiên cổ nhất đế, sao có thể là kẻ dễ bị lừa? Có thể là ông ta phát hiện ra Lữ Bất Vi, Lữ Xuân Thu muốn đá mình sang một bên, độc chiếm thần mộ viên. Đã vậy thì một là không làm, hai là làm đến cùng. Dứt khoát không để cho thế lực Sơn Hải giới và Lữ Xuân Thu có cơ hội động vào thần mộ viên. Dù sao Thủy Hoàng đế cũng có bí pháp tiến vào thần mộ viên. Sau khi ông ta trốn vào trong thần mộ viên, cả Lữ Xuân Thu lẫn người của Sơn Hải giới đều cuống cuồng. Lúc này mới có chuyện Lữ Xuân Thu biết vị trí của thần mộ viên nhưng không vào được, vẫn luôn quanh quẩn bên ngoài thần mộ viên tìm cách phá giải để tiến vào thần mộ viên. Bây giờ xem ra sau bao nhiêu năm tháng,
Cuối cùng Lữ Xuân Thu Lữ Bất Vi đã tìm ra cách phá giải để tiến vào thần mộ viên, và cũng đã bước vào thần mộ viên. Sau khi nghĩ tới mấy chuyện này, Dương Bách Xuyên nảy ra một ý, bèn cười hì hì thăm dò, có phải ta nên gọi ngươi là sư huynh không? Khí tức của thần hồn Thủy Hoàng Đế chợt thay đổi, ông ta nhìn Dương Bách Xuyên chòng chọc, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Nhưng Dương Bách Xuyên khẳng định 100% giữa Thủy Hoàng Đế và Lữ Xuân Thu có quan hệ sư đồ. Một lúc sau, quả nhiên anh nghe thấy ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế nói, mặc dù chúng ta đều là đồ đệ của lão già chết tiệt kia, nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết Lữ lão tặc không phải hạng người tốt lành gì. Chỉ bằng chúng ta làm một vụ giao dịch được không? Lúc này ấn ký thần hồn của Thủy Hoàng Đế đổi sang xưng hô ta ngươi, bắt đầu nói với Dương Bách Xuyên chuyện giao dịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.